chương 201, Tông Sư Thái Cực. Nhiều người như vậy thật sự là muốn đánh nhau ở bên ngoài mà, người mà mấy nhà đại hào phú này kêu đến thật đúng là không đủ. Lạc Tú Anh, Lạc Gia cũng là người mà mày có thể gọi à, Hồng Biêu vặn con dao thép chỉ vào Sở Vân Hào. Sở Vân Hào thật sự có hơi sợ hãi rồi. Những người này bọn họ có biết, cũng có một số người họ không biết. Nhưng Diệp Kính Bình thì bọn họ chắc chắn biết, Quảng Khôn, nhà họ Vương và cả nhà họ Giang họ cũng đều biết. Cổ Vũ, có ý gì? Hạ Hân Hân vô thức hỏi. Kỳ thật cô ta cũng vô cùng bằng hoàng, cô ta không ngờ sau lưng Lạc Tú lại có nhiều người như vậy. Điều này có vẻ hơi mâu thuẫn trong hiểu biết của cô ta về Lạc Tú. Audio điện tử võ tấn bền. Hừ, Phong Thiên Lôi muốn khiêu chiến với Lạc Gia, nhóm chúng tôi đương nhiên là muốn đến để cổ vũ. Hồng Biêu nói khiêu chiến lạc tú lần này hạ hân hân hoàn toàn choáng váng những người còn lại cũng sợ ngây người thật sự là anh ư trên mặt hạ hân hân lộ ra thần sắc hết sức kinh hãi trước đó rất nhiều người ở hải đông đều đang thảo luận rốt cuộc là ai sắp đánh nhau với phong thiên lôi không ngờ đó lại là lạc tú lạc tú chẳng lẽ anh cũng là tông sư hạ hân hân đột nhiên nghĩ tới một khả năng đi thôi vào đi lạc tú vẫy vẫy tay không để ý tới các cậu ấm cô chiêu nhà hào phú đang trợn mắt há mồm. Thay vào đó, anh trực tiếp dẫn người đi vào. Để lại một đám người đang nhìn nhau. Thực sự là lạc tú. Lạc tú từ khi nào lại có năng lực lớn như vậy, vậy mà lại có thể khiến cho một đại tông sư như Phong Thiên Lôi ra tay. Huy động nhân lực như thế chỉ là vì ra tay với lạc tú. Giờ khắc này, Hạ Hân Hân càng ngày càng cảm thấy không nhìn thấu lạc tú. Hừ, nó không đắc ý được lâu đâu sở vân hào oán hận nhìn bóng lưng rời đi của lạc tú mà hạ hân hân cũng đã phản ứng lại thật vậy mặc dù lạc tú có chút bản lĩnh thì thế nào đối thủ là phong thiên lôi trưởng môn bát cực môn hơn nữa còn có trương đại sư đến đây tỏa trấn hôm nay dù lạc tú có lợi hại đến đâu cũng sẽ thua thiệt ở trong này mấy người dương thiếu thiên cũng tức giận nhìn lạc tú hiện tại tôi chỉ cầu cho nó đừng bị đại sư phong thiên lôi đánh chết thôi nếu không sẽ không có cơ hội báo thủ nữa lạc tú có nhiều người thì như thế nào anh có một đám người ủng hộ thì sao kết quả cuối cùng vẫn không thể thay đổi đối phương là tông sư có danh tiếng lâu năm của bát cực môn còn lạc tú có bao nhiêu tuổi đâu cuối cùng vẫn thất bại thôi bước vào sân bóng trận quyết chiến này đã sắp bắt đầu lạc tú chậm rãi đi về phía sân bóng nhìn thấy lạc tú đi về phía sân bóng rất nhiều người nhất thời bị sốc vì nơi đó chỉ có người quyết chiến mới có thể đến là anh ta sao có thể như thế được nhiều sếp lớn ở hải đông cũng lộ ra thần sắc hết sức kinh hãi bởi vì bọn họ đã từng gặp lạc tú trong đám cưới của nhà họ sở nhưng không ngờ người định đấu với phong thiên lôi lúc này đây lại là lạc tú tuy nhiên sau đó nhiều người lại cười diễu thậm chí trong ánh mắt mang theo vẻ khinh bỉ vì lạc tú còn quá trẻ sao có thể là đối thủ của một đại tông sư như phong thiên lôi cho được những người đứng đầu nhà họ sở và nhà họ dương mang vẻ mặt chế nhạo nhìn vương vận vân chẳng trách ngày đó nhà họ vương các người muốn bảo vệ cậu ta nhưng nhà họ vương các người e rằng lần này đánh cược sai lầm rồi nhà họ vương làm việc chưa bao giờ sai lầm hôm nay vương vận vân mặc một bộ sườn xám phát họa dáng người vô cùng kiêu hãnh toàn thân toát lên vẻ quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành thật sao Người đứng đầu nhà họ Sở cười khẩy một tiếng. Các người trông cậy hôm nay thằng nhóc này có thể giành chiến thắng ư? Các người trông cậy thằng nhóc này có thể chống lại Trương đại sư ư? Kẻ si nói mớ, người đứng đầu nhà họ Dương cũng chế nhạo. Chúng ta hãy chờ xem." Vương Vận Vân cười vô cùng tự tin, tuy nhiên kỳ thật trong lòng vẫn có một chút e ngại. Mặc dù chị ta đã nhìn thấy thực lực của Lạc Tú, Phong Thiên Lôi là một tông sư của thế hệ cũ, khi còn trẻ đã nổi danh cùng lâm hóa long rồi hiện tại e là càng thêm khủng bố hơn nữa phiền phức nhất là còn có một chương đại sư thần bí khó lường kinh khủng hơn cả kết quả hôm nay thực sự khó có thể đoán trước được hoặc có thể nói cơ hội chiến thắng của lạc tú thực sự không quá lớn mà giờ phút này lạc tú đã từ từ bước đến giữa sân bóng gào một tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc sau đó là một con mãnh hổ lao vào với tốc độ cực nhanh cưỡi hổ mà đến. Màn ra sân của Phong Thiên Lôi hoàn toàn khác với màn ra sân của Lạc Tú. Quá uy phong và bá đạo. Mặc dù một số người đã từng nhìn thấy trước đó, nhưng hầu hết mọi người vẫn chưa được tận mắt chứng kiến. Và ngay cả khi đã từng nhìn thấy rồi, bây giờ nhìn lại vẫn cảm thấy quá rung động và giật gân. Đó là một con mãnh hổ đấy, làm sao có thể đàn áp được bằng sức người chứ? Nhưng bây giờ Phong Thiên Lôi đang cưỡi trên lưng mãnh hổ mãnh hổ đi về phía lạc tú rất nhiều người đều lâm vào hoảng sợ lúc này chỉ vừa ra sân mà đã có loại khí thế lạc tú thua chắc rồi bát cực môn phong thiên lôi phong thiên lôi hét to âm thanh dung chuyển toàn bộ sân bóng lạc vô cực lạc tú nhẹ nhàng phun ra ba chữ này chẳng thèm liếc mắt nhìn con mãnh hổ kia lấy một cái người đả thương sư đệ tôi chính là cậu phải không phong thiên lôi nhảy khỏi lưng hổ và đi đến trước mặt lạc tú là tôi lạc tú hào phóng thừa nhận vốn là đến đây để chiến đấu không có gì phải che giấu cả được tôi có thể cho cậu một cơ hội bây giờ cậu tự chặt hai chân của mình theo tôi đến bát cực môn dập đầu nhận sai trước mặt sư đệ của tôi tôi có thể tha cho cậu không chết phong thiên lôi ngạo nghễ nói tôi nói này ông làm siếc à sau khi nói chuyện lại không dùng đầu óc như vậy lạc tú buông lời châm chọc giọng nói những câu này rất lớn khiến cho rất nhiều người đều nghe thấy được ngay lập tức, đám người hồng biêu trên khán đài tức thì bật cười. Vừa rồi tôi còn nói ông già này ra sân cưới hổ oai phong như vậy, kết quả vào trong miệng lạc ra lại thành đoàn siếc thú rồi. Hay, nói hay lắm, lạc ra, hồng biêu hét lớn về phía đám người nhà hào phú đối diện. Ngay lập tức, tất cả mọi người ở Thông Châu đều phá lên cười. Còn Phong Thiên Lôi còn chưa kịp nói gì thì đã có một ông già ở phía bên kia đứng lên mắng mỏ. Tiểu bối, giáp mặt tông sư, Vậy mà cậu lại dám làm nhục tông sư? Ồ, ông lại là cái gì thế? Lạc Tú nhướng mày, trong mắt mang theo vẻ khinh thường. Chương 202, đến đây nhận lấy cái chết. Sau khi Diệp Kính Bình nói thế, Diệp Song Song cũng không khỏi lo lắng theo. Còn nữa cháu xem đi, ngồi bên cạnh ông già đó là trưởng môn của Hình Ý môn. Nếu luận về công phu, e là không hề kém cạnh Trần Bá Kiêu. Diệp Kính Bình thở dài một tiếng, lần này lạc tú có thể có hơi lành ít dữ nhiều rồi dù sao còn có một vị trương đại sư thần bí khó lường những người này đều là được phong thiên lôi mời mà đến lui một vạn bước mà nói nếu như lạc tú may mắn có thắng được phong thiên lôi hôm nay sợ là cũng rất khó ra ngoài được bởi vì hiển nhiên những người này nhất định sẽ tìm cớ ra tay với lạc tú ở những nơi khác sau khi trần bá kiêu báo ra danh hào của bản thân toàn hiện trường hết sức bàng hoàng nhưng lạc tú lại nở nụ cười khinh thường chưa từng nghe nói nếu ông không phục thì ông có thể xuống sân mà đánh được tông sư giáp mặt vậy mà cậu cũng dám cuồng vọng như vậy tuy rằng cậu nhất định không có cơ hội này bởi vì cậu không thể vượt qua được cửa ải của phong đại ca nhưng nếu thực sự có cơ hội lão phu nhất định xuống sân dạy dỗ cậu thật tốt thay cho người nhà cậu trần bá kiêu cậy già lên mặt khẩu khí vô cùng lớn nhưng câu nói này đã chạm đến vảy ngược của Lạc Tú. Tôi xử lý ông ta xong, ông xuống dưới cho tôi. Nếu ông không dám xuống, tôi diệt cả nhà ông. Web đọc nhanh tại trùng truy N, VN. Được, những người ở đây làm người làm chứng. Tiểu bối vô tri nếu cậu thật sự có thể thắng, tôi nhất định phải xuống sân mà chỉnh đốn cậu cho thật tốt. Vậy mà lại dám tuyên bố diệt cả nhà tôi. Trần Bá Kiêu cũng nổi giận ông ta đường đường là tông sư một thế hệ mà lại bị một tên tiểu bối uy hiếp như thế này thì còn biết để mặt mũi ở đâu tiểu bối cậu quá không để tôi vào mắt rồi nhỉ phong thiên lôi bị lạc tú bỏ qua như vậy nói cứ như là lạc tú nhất định có thể thắng được ông ta nên ông ta nhất thời cũng nổi giận lời tôi nói là thật ông thật sự không có tư cách khiến tôi phải để mắt lạc tú nhìn phong thiên lôi với vẻ khinh thường anh đường đường là tiên tôn cái gọi là tông sư thì lạc tú thật sự không để mắt nếu không phải muốn nhìn một chút xem công phu của cái gọi là tông sư trên trái đất này rốt cuộc là như thế nào thì vừa rồi lạc tú đã tát phong thiên lôi một phát chết tươi không ít người trên khán đài đều lắc đầu lạc tú thật sự quá cuồng vọng rồi người ta là phong thiên lôi trưởng môn bát cực môn thành danh đã lâu còn anh mới bao nhiêu tuổi hả khi người ta luyện công có thể anh còn chưa sinh ra đâu hạ hân hân nhìn lên khán đài cũng lắc đầu lạc tú cuối cùng anh sẽ phải trả giá cho sự kiêu ngạo tự đại của anh nếu lạc tú không cuồng vọng như vậy hạ hân hân cảm thấy rằng mình có thể cố gắng chấp nhận lạc tú nhưng cô ta không thể chịu được sự cuồng vọng tự đại của lạc tú đám người phong thiên lôi trương đại sư ngạo nghễ vô cùng đó là vì người ta có vốn liếng để ngạo nghễ còn lạc tú anh thì sao anh thì có cái gì hân hân cháu thấy chưa cũng may lúc đó cô cật lực phản đối cuộc hôn nhân của cháu và cậu ta. Cháu xem cậu ta cuồng vọng như thế kia, nếu ở rể nhà họ hạ, e rằng sẽ gây ra tai họa rất lớn cho nhà họ hạ. Hạ Thu Diễm cũng ở một bên lắc đầu bình luận. Đồng thời thầm mừng vì thật may nhà họ hạ đã rửa sạch quan hệ với anh, nếu không thì nhà họ hạ đã bị tiêu diệt vì bị anh liên lụy. Nhiều ông lớn và người đứng đầu nhà hào phú đều vừa cười khẩy, vừa lắc đầu nhìn lạc tú người trẻ tuổi sắc bén một chút không phải là xấu nhưng sắc bén đến mức như lạc tú hoàn toàn bày ra tư thái ông đây đứng nhất thiên hạ thì quá mức rồi đây không phải là lộ vẻ sắc sảo đây là một loại hành vi ngu ngốc thậm chí có thể nói là vô tri rồi mà phong thiên lôi nghe thấy những lời này của lạc tú thì trực tiếp tức quá hóa cười ông ta thành danh đã lâu ngoại trừ khi đối mặt với lâm hóa long toàn bộ hoa đông còn có ai dám bất kính đối với ông ta ông ta chỉ cần một câu, ở Hoa Đông có ai dám thách thức ông ta. Lâm Hóa Long đã biến mất, phong thiên lôi ông ta chính là vương giả của toàn bộ khu vực Hoa Đông. Vậy mà lại không để ông ta vào mắt. Lại còn là trước mặt nhiều người như vậy nữa, trước mặt toàn bộ giang hồ nhân sĩ của Hoa Đông, trước mặt toàn bộ nhà hào Phú Hải Đông. Người trẻ tuổi, không thể không nói, nếu bàn về cuồng vọng, phong thiên lôi tôi thật đúng là không phải đối thủ của cậu. Tuy nhiên cậu cũng thật tự đại quá mức rồi, cậu hoàn toàn không hiểu sự khác biệt giữa tôi và cậu. Cậu nghĩ mình đang nói chuyện với ai? Trong mắt mọi người, tôi chính là thần, vậy mà cậu lại dám bất kính đối với tôi như thế. Phong Thiên lôi chắp hai tay sau lưng, khí thế hung hăng. Từ lúc 5 tuổi tôi đã luyện công cơ bản, 8 tuổi đã có thể so chiêu với người lớn, 13 tuổi đã giành được vô địch lần đầu tiên ở một quyền, 25 tuổi trở thành trưởng môn bát cực môn. 32 tuổi thành tựu công sư, được ca tụng là thiên tài trăm năm mới có một trong bát cực môn. Vậy mà cậu lại không để tôi vào mắt. Cậu là cái thá gì? Cậu lại có thể có được thành tựu gì để bày ra? Nếu bàn về công phu quyền cước, trong toàn bộ hoa đông, ngoài lâm hóa long, ai có thể là đối thủ của Phong Thiên Lôi? Phong Thiên Lôi ngạo nghễ nói. Nói nhảm nhiều quá, có định đánh nhau nữa hay không? Lạc Tú nói với vẻ không kiên nhẫn những lời này lọt vào tai anh chỉ là một ít lời nói nhảm được vốn định cho cậu sống lâu thêm vài phút trên thế giới này trước khi chết nếu cậu đã vội vã đi tìm cái chết như thế vậy tôi sẽ thành toàn cho cậu phong thiên lôi nói bằng giọng hung ác yên tâm đi cậu sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu tôi sẽ không để cho cậu chết một cách dễ dàng phong thiên lôi vươn tay cởi áo khoác trên người chỉ để lại một chiếc áo ngắn cảnh tượng này khiến mọi người nhất thời thốt lên kinh ngạc bởi vì tất cả mọi người đều nhìn thấy cánh tay của Phong Thiên Lôi. Cánh tay của người bình thường được bao phủ bởi da, nhưng cánh tay của Phong Thiên Lôi được bao phủ bởi một lớp da chết dày hoặc vết chai. Nguyên nhân là do khổ luyện các kỹ năng cơ bản của bát cực môn tạo thành, thường đánh vào thân cây bằng cẳng tay. Tuy nhiên, Phong Thiên Lôi còn tàn nhẫn hơn, thứ mà ông ta đánh không phải là thân cây, mà là một cây cột đồng. Hơn nữa, cột đồng đã bị Phong Thiên Lôi đánh gãy từ lâu giờ nó đã trở thành một thắng cảnh ở bát cực môn để mọi người chiêm ngưỡng nhận lấy cái chết đi phong thiên lôi cười khẩy một tiếng trong lòng ông ta vốn dĩ không muốn phô trương lớn như vậy để đối phó với lạc tú nhưng ông ta muốn giết gà dọa khỉ cho giang hồ nhân sĩ ở khu vực hải đông và hoa đông chứng kiến trận chiến này càng kinh hoàng thì tác dụng răn đe càng lớn thậm chí ông ta còn có chút đáng tiếc vì thực lực của lạc tú quá yếu nếu đối phương là một tông sư thì thật tốt biết bao. Dù sao giết chết một tiểu bối vô danh như Lạc Tú vẫn ít gây sốc hơn nhiều so với giết một tông sư. Phong thiên lôi mở thế đứng, sau đó tiến lên một bước, lập tức đánh ra một trường. Để cho cậu học hỏi một chút về công phu chân chính. chương 203, Phách không trường. Một trường của phong thiên lôi giáng xuống, lúc này đây Lạc Tú không né tránh nữa. Trực tiếp giơ quyền nghinh đón. Âm. Um quyền trưởng va chạm, sau đó là một tiếng nổ lớn, nổ vang như sấm. Không tệ, vậy mà lại đánh giá thấp cậu rồi, cậu lại có thể luyện ra được nội kinh. Phong thiên lôi cười khẩy một tiếng, sau đó lại tung một quyền qua. Lạc tú giơ cánh tay lên chặn. Nhất thời lại là một tiếng đập thùng thùng như tiếng trống. Bùn đất bên cạnh hai người tung bay, trực tiếp nổ tung trong phạm vi 5 mét, mặt cỏ đều bị sới tung hết. Tốt, không tệ, khó trách có thể cuồng vọng như vậy, nội kinh luyện ra vậy mà lại không tệ lắm. Ở tuổi của cậu, trong số thế hệ trẻ, tôi e rằng cậu là người đầu tiên rồi. Phong Thiên Lôi nói xong, lại là một quyền tung về phía Lạc Tú. Tốc độ cực nhanh, làm cho người ta hoa cả mắt. Lúc này đây Lạc Tú kiếng chân nhảy lên. Mà Phong Thiên Lôi cũng đuổi theo. Tốc độ quá nhanh rồi, hơn nữa vô cùng nhẹ nhàng. Giống như một con én bay, dáng người nhẹ nhàng cực kỳ. Đây chẳng lẽ chính là khinh công trong truyền thuyết sao? Rất nhiều người trên khán đài lập tức đứng lên, sau đó trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm sân bóng. Bởi vì phong thiên lôi tiếng chân, trực tiếp bay vút ra ngoài gần 30 mét. Đây hoàn toàn không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là thứ bịa ra trong phim truyền hình, bị phóng đại lên thôi. Nhưng bây giờ tôi mới biết được là chúng ta quá thiếu hiểu biết rồi. Đúng đó, hóa ra trên đời này thật sự tồn tại loại chuyện này thật kinh khủng người như vậy còn có thể gọi là người sao rất nhiều người sợ hãi cảm thán còn phong thiên lôi đã đuổi kịp lạc tú đồng thời nhảy lên không trung sau đó nhảy cao và đấm một quyền vào lạc tú lạc tú nhanh chóng trốn sang một bên bùm trên sân bóng xuất hiện một hố lớn có đường kính khoảng chục mét mà phong thiên lôi thì chậm rãi rơi xuống đất nhìn lạc tú với vẻ chế nhạo không tệ thân thủ và phản ứng của cậu rất tốt nhưng tiếc là cậu không nên trêu chọc tới tôi phong thiên lôi lại di chuyển một chiêu bổ ngang quét về phía lạc tú lạc tú lại né sang một bên ông nội thầy đang làm gì thế diệp song song khó hiểu nhìn trận chiến phía dưới ông cũng hơi không hiểu diệp kính mình lắc đầu có chút nghi hoặc đây dường như không phải là thực lực chân chính của lạc tú mà từ đầu đến cuối lạc tú luôn trốn tránh không đánh trực diện với phong thiên lôi Cậu trốn không thoát Cũng trốn không được đâu Phong thiên lôi quát lớn Nhất thời nhấc lên một trận cuồng phong Tất cả mọi người trên khán đài đều sợ hãi Ngay lập tức Phong thiên lôi lại tung ra một trường Trên lòng bàn tay mang theo một vầng sáng nhàn nhạt, nhạt Lúc này đây lạc tú không né Mà cũng nghênh đón bằng một quyền Keng Lần này không phải là tiếng nổ mạnh như sấm sét Mà là âm thanh như hai mảnh kim loại đập vào nhau tia lửa bắn ra khắp nơi, giọng nói như tiếng chuông âm vang khiến người ta khó chịu. Phong Thiên Lôi đỏ bừng cả mặt, cảm giác được khí huyết trong cơ thể không ngừng trào dâng, cổ họng ngọt ngào, một ngụm máu suýt chút nữa phun ra. Đòn vừa rồi đánh vào nắm đấm của Lạc Tú, vậy mà ông ta lại bị phản lực làm bị thương, hơn nữa nắm đấm còn hơi đau. Nhưng Phong Thiên Lôi không giận mà cười. Ha ha ha, không thể tin được, không thể tin được, quả là một bất ngờ cực lớn. Phong Thiên lôi phụt một tiếng, một ngụm máu tươi vẫn không kìm được mà nôn ra ngoài. Ông ta bị thương, bị lực phản chấn làm tổn thương đến nội tạng. Nhưng bên trong ánh mắt của ông ta lại bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Không thể tin được, cậu vậy mà lại cũng là một tông sư. Phong Thiên lôi lau đi vết máu nơi khóe miệng. Ông ta vẫn luôn mong mỏi trận chiến đầu tiên sau khi ra khỏi núi, bản thân sẽ danh chấn thiên hạ. Tốt nhất là có thể tìm được một tông sư để khiêu chiến. Nhưng giữa các tông sư kiêng kỵ lẫn nhau, làm sao có thể dễ dàng so tài. Đây là sự hối tiếc của ông ta, nhưng bất kể như thế nào cũng không ngờ rằng Lạc Tú vậy mà lại hoàn thành mong muốn này của ông ta. Ông ta rất ngạc nhiên mừng rỡ khi biết rằng Lạc Tú cũng là một vị tông sư. Cái gì? Phong Thiên lôi vui lắm, nhưng rất nhiều người trên khán đài lại đang kinh hãi. Trần Bá Kiêu của Thái Cực Nhất Mạch và trưởng môn Hình Ý môn trực tiếp đứng lên, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Người thanh niên này vậy mà lại cũng là một vị tông sư. Phải biết rằng, người thanh niên này dường như mới ngoài 20 tuổi thôi. Một tông sư ở tuổi đôi mươi đại diện cho điều gì? Ít nhất thì bọn họ chưa bao giờ nghe nói đến bất kỳ ai mới 20 tuổi đã trở thành một tông sư. Nó không còn là vấn đề của nỗ lực và thiên phú rồi. Cho dù thiên phú có mạnh đến đâu thì cũng có giới hạn, nhưng Lạc Tú hiển nhiên đã phá vỡ lẽ thường tình này. Hạ Hân Hân và những người khác trợn mắt há hốc mồm. Lạc Tú, vậy mà lại là tông sư. Chẳng trách Lạc Tú cuồng vọng như vậy, hóa ra Lạc Tú tuổi trẻ không chỉ là tổng giáo quan của học viện quân sự Kinh Nam, mà còn là một thiếu niên tông sư. Hạ Hân Hân đột nhiên cảm thấy có phải mình đã có chút hiểu lầm Lạc Tú rồi hay không. Nhưng Hạ Hân Hân lại thở dài một tiếng, bất kể Lạc Tú có phải là tông sư hay không, nếu hôm nay hắn đến đây thì nhất định sẽ không thể rời đi được nữa. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc, Phong Thiên Lôi ngạo nghễ mở miệng. Nếu như cậu không gặp phải tôi, nếu không đắc tội tôi, cho cậu thêm thời gian mười mấy năm nữa, e rằng Lâm Hóa Long cũng sẽ không phải là đối thủ của cậu. Phong Thiên Lôi tôi tự nhiên cũng sẽ không là đối thủ của cậu. Bởi vì ngay cả khi Lâm Hóa Long ở tuổi 20 cũng chưa đạt đến cảnh giới tông sư này. Phong Thiên Lôi lắc đầu và thở dài. Nhưng sau đó liền lộ ra vẻ mừng như điên. Đáng tiếc Bây giờ vị thiếu niên tông sư này sắp phải bị diệt trong tay tôi rồi. Người trẻ tuổi, cậu rất tốt, tôi rút lại những gì vừa nói, tôi có thể khiến cậu chết một cách thật thể diệt." Phong Thiên Lôi cười to. "Rốt cuộc ông có định đánh nhau hay không? Nói nhảm suốt nửa ngày." Lạc Tú lại không kiên nhẫn mà nói. "Được, tôi sẽ cho cậu một cái chết tử tế, cũng để cho cậu nhận thức một chút về chiêu thức mạnh nhất của tôi." Vốn dĩ đã nghĩ đến không có hội suất chiêu lần nữa, càng không ai có thể đủ để lĩnh giáo một chiêu này của tôi rồi." Phong Thiên Lôi mỉm cười, mà trên khuôn mặt của Trần Bá Kiêu và trưởng môn Hình Ý môn trên khán đài lại lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Cuối cùng có thể nhìn thấy được rồi sao? Tuyệt Kỹ Thành Danh của Phong Thiên Lôi, Phách Không Trưởng. Phách Không Trưởng chính là tuyệt kỹ thành danh của Phong Thiên Lôi. Khi Phong Thiên Lôi còn trẻ cũng đã dùng một chiêu này đánh bại hết các cao thủ của khu vực Hoa Đông. Biết bao nhiêu năm trôi qua, Phách Không Trưởng này đã khủng bố đến mức nào rồi? Ngay cả sắc mặt của Diệp Kính Bình cũng thay đổi, vì Phách Không Trưởng đã quá nổi tiếng ở thế hệ của họ. "Được rồi, đến đây đi, để tôi nhận thức chiêu thức mạnh nhất của ông một chút." Lạc Tú sốt ruột nói. "Có thể chết trong Phách Không Trưởng đại thành của tôi, có thể buộc tôi sử dụng Phách Không Trưởng, cậu nên cảm thấy vinh hạnh." Trên mặt Phong Thiên Lôi nở một nụ cười điên cuồng. Phong Thiên Lôi chuyển động, hai tay tạo thành chữ thập sau đó trong tay bạo phát ra dao động năng lượng cực kỳ kinh người. Một vầng hào quang có thể nhìn thấy bằng mắt thường tụ lại trên lòng bàn tay của phong thiên lôi. Phách không trưởng, chương 204, giết ông như giết chó phách không trưởng, công phu đáng tự hào nhất của phong thiên lôi. Phách không trưởng này đã được tới đại thành rồi, uy lực vô cùng to lớn, có thể trẻ đứt con sông, có thể bổ nứt mặt đất. Uy lực của đòn này giống như một viên đạn đại bác vậy. Quá kinh hoàng, rất nhiều người khô họng, không nhịn được mà đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Đây là tông sư sao? Đây là Phách Không Trường Ư? Vẻ mặt hoảng sợ trên gương mặt của Trần Bá Kiêu và trưởng môn hình ý môn nồng đậm đến cực hạn. Đám người Sở Vân Hào, thậm chí cả bọn Hạ Hân Hân đều lộ ra vẻ mặt hết sức kinh hãi. Đây, đây vẫn còn là con người sao? Cái gọi là cao thủ võ lâm vậy mà lại có thể có uy lực mạnh mẽ như vậy. Điều này đã vượt quá mọi nhận thức rồi. Trên khán đài bất ngờ vang lên một tràng pháo tay dập trời. Đây đã có thể nói là thần nhân rồi. Phong Thiên Lôi đứng chắp tay sau lưng đầy kiêu hãnh, không còn chú ý đến sống chết của Lạc Tú nữa. Đùa à, mặt đất cũng bị bổ đôi rồi, Lạc Tú còn có thể sống sót mới là lạ ấy. Ông nội, thầy, Diệp Song Song đột nhiên lo lắng nhìn về phía Diệp Kính Bình. Giờ phút này Diệp Kính Bình cũng ngây ngẩn cả người, không biết nên trả lời Diệp Song Song như thế nào mà phong thiên lôi cũng phớt lờ kết quả một chiêu phách không trưởng này là thần công đáng tự hào nhất của ông ta ở khoảng cách gần như vậy chưa nói đến việc lạc tú không trốn cho dù có trốn cũng không nhất định có thể sống sót một chiêu này ngay cả lâm hóa long cũng không dám đỡ lạc tú vậy mà lại đứng yên tại chỗ không né tránh giờ phút này sợ rằng đã bị đánh tan thành mảnh vụn phong thiên lôi quay người lại một tia diếu cợt lướt qua khóe miệng thiếu niên tông sư thì như thế nào không phải vẫn chết ở trong tay của mình à? Nhưng ngay tại giờ khắc này, một giọng nói mỉa mai vang lên từ bên trong khe rãnh thật sâu kia. Đây là cái mà ông gọi là chiêu thức mạnh nhất à? Những lời này khiến bước chân sắp rời đi của Phong Thiên lôi đột một dừng lại. Trên mặt ông ta nhất thời lộ ra vẻ khó tin, sau đó quay đầu lại. Ở chỗ tầm mắt có thể nhìn thấy, chỉ thấy một người trẻ tuổi chậm rãi đi lên từ trong khe rãnh thật sâu. Khuôn mặt của người thanh niên trắng ngần không hề hấn gì ngay cả quần áo cũng không bị hư hại không nhiễm một hại bụi nhỏ như thể đang đi đạp thanh vậy không một chút bụi bặm sao có thể như thế được không nói đến phong thiên lôi ngay cả những người trên khán đài lúc này cũng hoàn toàn sững sờ lạc tú vẫn còn sống nay nay dưới một chiêu thức uy lực cực lớn như vậy vậy mà lạc tú vẫn còn sống phong thiên lôi giống như gặp phải quỷ trên gương mặt của ông ta cuối cùng lộ ra vẻ hoảng sợ lần đầu tiên không thể nào. Điều này là hoàn toàn không thể, con sông còn có thể bị tôi chặt đứt, cậu không thể nào còn sống. Không có gì là không thể, Lạc Tú châm chọc nói. Thật là chẳng thú vị gì, quá nhàm chán rồi, cái gọi là chiêu thức mạnh nhất của ông đã làm tôi thất vọng quá rồi. Lạc Tú lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Thôi bỏ đi, không chơi nữa. Chơi? Phong Thiên Lôi dường như đã chịu nỗi sỉ nhục rất lớn vậy, đột nhiên nổi cơn thịnh nộ. Cậu đánh với tôi lâu như vậy, nhưng trong mắt cậu thật ra là đang chơi ư?" Phong Thiên lôi giống lên, toàn bộ mọi người trên khán đài đều có thể nghe thấy. "Nếu không thì sao? Ông cho là gì?" Lạc Tú khinh thường cười. "Từ khi bắt đầu đến bây giờ, ông có từng thấy tôi chủ động công kích ông không?" Lạc Tú nhún vai, quả thực Lạc Tú từ đầu tới giờ chưa bao giờ chủ động công kích. "Cậu quá kiêu ngạo rồi." Phong Thiên lôi tức giận đến mức sắp bùng nổ. Từ đầu đến giờ ông ta dùng hết sức để chiến đấu với đối thủ, thậm chí còn dùng cả tuyệt chiêu của bản thân, nhưng trong mắt người khác, đó chỉ là chơi đùa. Ông đừng nói với tôi, ông đang rất nghiêm túc, ông đã cố gắng hết sức rồi nhé. Lạc Tú cười khẩy một tiếng. Nếu đúng thật là như vậy, vậy thật sự khiến tôi quá thất vọng. Tôi chỉ muốn xem công phu của thế tục này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nếu đòn vừa rồi thực sự là đòn mạnh nhất của ông, thì ông thực sự không có tư cách để tôi nghiêm túc. Ông cũng thấy rồi đó, chiêu thức của ông còn chẳng làm tổn hại đến quần áo của tôi. Nói cách khác, chiêu thức vừa rồi của ông ngay cả cương khí hộ thể của tôi cũng còn chưa đánh vỡ. Lạc Tú lắc đầu. Không thể nào, điều đó là không thể nào. Cậu chỉ là giả bộ, cậu nhất định đã bị nội thương rất nặng, hiện tại chỉ giả bộ rất thản nhiên, sau đó dọa tôi sợ, tôi sẽ không bị lừa đâu. Phong Thiên lôi gầm gừ. Đường Đường là tông sư một thế hệ, tràn đầy tự tin, cố gắng hết sức lực vậy mà thậm chí còn không làm mảy may gì dù chỉ là quần áo của người khác không có gì mỉa mai và đả kích hơn thế này lạc tú lắc đầu tôi nói vừa rồi thực sự tôi chỉ đang chơi đùa nếu đả kích ông rồi thì tôi xin lỗi bởi vì bây giờ đến phiên tôi ra tay chơi lâu rồi ông còn chẳng khơi dậy nổi hứng thú của tôi vậy thì đã đến lúc kết thúc trò hề này rồi lạc tú hoạt động gân cốt một chút một trận quyết chiến mà phong thiên lôi đã bày trận địa sẵn sàng đón quân địch dùng hết toàn lực mà nghiêm túc đối đãi nhưng trong mắt lạc tú đó chỉ là một trò hề mà thôi cậu còn mạnh miệng tôi nói rồi cậu không dọa được tôi đâu phong thiên lôi nghiến răng nghiến lợi hai nói thật tôi vẫn là câu nói đó tôi thật sự không để ông vào mắt lạc tú cười khinh miệt bởi vì tôi sẽ giết ông lạc tú chuyển động như con chó tốc độ quá nhanh giống như sao băng xuyên qua bầu trời để lại một tia chớp trong ánh mắt kinh hoàng của phong thiên lôi lạc tú đã ở trước mặt ông ta lập tức dáng một cú tắt qua bùm mặt đất lại rung chuyển hố sâu lại hiện ra chờ khói bụi tan đi trong hố sâu chỉ có máu thịt lóng lánh và xương trắng vỡ tan tông sư một thế hệ phong thiên lôi trực tiếp bị lạc tú tát một phát vỡ vụn lạc tú đứng trong sân bóng giờ phút này tất cả ông lớn, người đứng đầu nhà hào phú đều toát mồ hôi lạnh. Không ai dám nói gì, tất cả mọi người đều mang sắc mặt tái nhợt nhìn người đàn ông trong sân bóng. Một người đàn ông như ma thần. Hạ hân hân sợ tới mức lạnh run lẩy bẩy. Hạ thu diễm ở một bên đang nắm chặt tay hạ hân hân run rẩy. Đám người sở vân hào đều tái mặt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng. Ngay cả những ông lớn ở Thông Châu, những người đã từng chứng kiến thủ đoạn của lạc tú trước đây, Giờ phút này đều cảm thấy sợ hãi Má nó, lạc ra thực sự, thực sự, Hồng Biêu lắp bắp một lúc lâu cũng chẳng biết hình dung như thế nào Người đó là Phong Thiên Lôi đấy Nếu những người được gọi là người tu đạo không tham gia Ngoài Lâm Hóa Long, khắp Hoa Đông còn có ai là đối thủ của ông ta nữa Nhưng bây giờ cứ như vậy bị người ta đánh một phát chết tươi Hơn nữa ngay cả thi cốt cũng không để lại Điều này quá kinh khủng rồi Cảnh tượng này được dự báo sẽ trở thành cơn ác mộng đối với nhiều người trong tương lai. Quá dã man, quá tàn bạo. Chương 205, tôi đã gọi cảnh sát. Trần Bá Kiêu bị Lạc Tú chỉ như thế thì nhất thời sợ đến mức gần như mất hồn. "Đua à, Trần Bá Kiêu ông ta là tông sư thì không giả, nhưng chắc chắn ông ta không thể nào là đối thủ của Phong Thiên Lôi." "Mà Phong Thiên Lôi thì sao? Ngay cả một chiêu của Lạc Tú cũng không tiếp được, trực tiếp bị đánh thành cặn bã." làm sao ông ta có thể dám động thủ với Lạc Tú. Nhưng vừa rồi ông ta mới tuyên bố muốn xuống sân dạy cho Lạc Tú một bài học, cũng từng nói sẽ để những người có mặt ở đây làm nhân chứng. Tốt xấu gì ông ta cũng là một thế hệ tông sư, đã nói lời trước mặt tất cả mọi người rồi, hơn nữa giờ phút này Lạc Tú đang ở phía dưới khiêu khích ông ta. Chẳng lẽ ông ta phải làm rùa rụt đầu? Như thế thì mặt mũi và danh tiếng mà ông ta đã dày công gầy dựng mấy chục năm sau này sẽ tan tành ngay trong hôm nay. Xét cho cùng, ông ta cũng từng lấy lừng tiếng tam ở Hoa Đông, là tông sư một thế hệ. Nhưng nếu bảo ông ta xuống sân chiến đấu với Lạc Tú, ông ta thật sự không dám đi. Đó hoàn toàn chỉ là tự tìm cái chết, ông ta cũng không phải là kẻ ngốc. "Sợ à?" Lạc Tú khinh thường cười. "Tôi nói rồi, nếu ông không dám xuống, tôi sẽ đổ sát cả gia đình ông." Lạc Tú sát khí bức người. Trước sự đe dọa của Lạc Tú, Trần Bá Kiêu cuối cùng không thể ngồi yên dù sao thì lạc tú đã uy hiếp ông ta thế này rồi nếu ông ta vẫn không nói lời nào thì thật sự sẽ trở thành rùa rụt đầu vì vậy trần bá kiêu chậm rãi đứng dậy cố gắng hết sức để duy trì phong thái của tông sư may mà tay áo của ông ta đủ dài để che chắn đôi tay đang run rẩy tiểu bối đừng quá kiêu ngạo những gì tôi đã nói tôi đương nhiên sẽ thực hiện trần bá kiêu ngạo nghễ lên tiếng hay nói hay lắm ai đó trong đám đông bí mật hét lên Đúng, Trần Tông Sư, ông cũng là Tông Sư của một thế hệ, tại sao phải sợ anh ta? Trần Tông Sư không hổ là một thế hệ Tông Sư, lúc này vẫn dám đứng ra khiêu chiến. Trần Bá Kiêu vừa nói mấy câu đó ra khỏi miệng, lập tức kéo lại tinh thần sa sút của đám nhà hào Phú Hải Đông vừa rồi. Lạc Tú Anh lợi hại thì sao? Chúng tôi vẫn còn một Tông Sư, chúng tôi còn có Trương Đại Sư. Nhưng vào lúc này, Trần Bá Kiêu hận không thể tìm ra người đã nói ra những lời đó, sau đó đá chết từng người một. Ông ta đang suy nghĩ cách để tìm một bậc thang xuống dưới đấy. Những người này lại còn đẩy ông ta lên, muốn thực hiện thì đi xuống đây đi. Lạc Tú châm một điếu thuốc, nhàn nhã phả một làn khói. Ha ha, cậu vừa mới đại chiến một trận, sợ là sẽ kiệt sức rồi. Nếu như tôi lại đánh thêm một trận với cậu vào lúc này, khó tránh khỏi sẽ thành trò cười. Đến lúc đó sẽ bị người ta cười nhạo chúng tôi đánh luân phiên bắt nạt cậu lúc này trần bá kiêu đã nghĩ ra ý tưởng của mình ông ta có thể gọi cảnh sát chỉ cần cảnh sát đến đây vậy sẽ không có đánh nhau nữa có thể những người khác báo cảnh sát là vô ích nhưng ông ta có một số mối quan hệ và quen biết những người trong sở cảnh sát tỉnh ông ta báo cảnh sát rồi nếu cảnh sát can thiệp tự nhiên ông ta sẽ không phải động thủ nữa vậy mới có thể giữ lấy mạng sống của mình đồng thời có thể cứu được thể diện của mình một mũi tên chúng hai con chim Trần Bá Kiêu cũng không khỏi dành lời khen ngợi cho bản thân. Thật là quá thông minh. Sau khi Trần Bá Kiêu nói xong câu đó, ông ta bèn nháy mắt với cháu trai, sau đó dùng điện thoại di động gửi mấy chữ báo cảnh sát cho cháu mình. Cháu trai của Trần Bá Kiêu đang an vị ở bên cạnh, lấy điện thoại di động ra thì gật đầu ngay lập tức, sau đó bí mật gọi cảnh sát. Cậu ta có người thân là sở trưởng của sở cảnh sát tỉnh. Chỉ cần cậu ta gọi cảnh sát, đối phương nhất định sẽ mang người đến mà lạc tú nghe thấy trần bá kiêu nói như vậy thì cũng không khỏi tức cười tôi không cần nghỉ ngơi hiện tại có thể bắt đầu không vội lão phu cho cậu nghỉ ngơi vài phút chờ cậu khôi phục lại rồi lão phu sẽ chăm sóc cậu thật tốt hơn nữa lão phu cũng cần vận công một phen trần bá kiêu nói mặt không đỏ tim không loạn nhịp tôi lặp lại lần nữa nếu ông không xuống tôi có thể động thủ ngay đấy lạc tú hiển nhiên không có bao nhiêu kiên nhẫn nữa trần tông sư ông cũng đừng suy nghĩ cho nó nữa nếu nó sốt ruột chịu chết ông thành toàn cho nó là được mà sở vân hào ở bên cạnh kêu gào nghe sở vân hào dẫn đầu nói như vậy ngay lập tức rất nhiều người đều lên tiếng đúng đó trần tông sư nếu anh ta đã không biết điều ông cứ đi xuống sân xử lý anh ta đi nhiều người nghe thấy trần bá kiêu nói chuyện chắc ăn như thế nên tự nhiên cảm thấy trần bá kiêu khẳng định có nắm chắc phần thắng vì vậy lúc này họ thật sự đang nói chuyện thay cho Trần Bá Kiêu. Nhưng Trần Bá Kiêu chỉ cười gượng một tiếng. Ông ta lén nắm chặt tay, thề rằng nếu có thể sống sót qua cửa ải này, ông ta nhất định sẽ bí mật giết chết sở Vân Hào. Ông đây đánh hay không đánh liên quan gì đến mày, mẹ nó mày xen vào cái con khỉ ấy. Trần Tông Sư, đi thôi. Trần Tông Sư, cho anh ta biết tay đi. Trần Tông Sư, đừng để anh ta cho rằng mình là đệ nhất thiên hạ, rất nhiều người đều mở miệng nói, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong. Giờ khắc này Trần Bá Kiêu đột nhiên có cảm giác thông suốt thấu đáo, trong lòng thầm ân cần thăm hỏi 18 đời tổ tông của mấy người lên tiếng kia. "Chết tiệt, tụi mày có năng lực như vậy, tại sao tụi mày không đi đi? Đây là ép ông ta vào ngõ cụt đấy, đây là đang bảo ông ta đi chịu chết mà." Nhưng bây giờ vì thể diện và thanh danh, Trần Bá Kiêu có thể nói gì? Vừa rồi tự ông ta khoác lác khoe khoang, lúc này mới hối hận đến cực điểm, vừa rồi mình cứ phải nói năng lung tung làm gì cơ chứ. Cứ phải vì gây náo động mà lắm miệng hai câu, bây giờ thì hay rồi. Trần Bá Kiêu có thể tưởng tượng rằng nếu thực sự phải ra tay thì mình nhất định sẽ bị đánh chết chỉ bằng một chiêu. May mắn thay, tại thời điểm này, cháu trai của Trần Bá Kiêu gật đầu với ông ta, sau đó giơ lên ba ngón tay. Trần Bá Kiêu gật đầu, rõ ràng là ba phút nữa cảnh sát có thể đến đây. Lúc này, Trần Bá Kiêu cuối cùng cũng thả lỏng trái tim đang treo lơ lửng của mình. Vì vậy, Trần Bá Kiêu lại vội ho một tiếng, sau đó bày ra phong thái của tông sư mà cười nói: "Được rồi, tiểu bối, nếu cậu đã nóng lòng muốn chết như vậy, vậy lão phu thành toàn cho cậu." Nói xong, Trần Bá Kiêu chậm rãi đi về phía sân bóng. Ông ta đi từng bước xuống, hơn nữa bước đi không nhanh không chậm, cực kỳ có khí phái. Tất nhiên là vì ông ta đang cố gắng trì hoãn thời gian. Được, Trần Tông Sư ra tay thì nhất định có thể dạy cho tên họ lạc này một bài học. Có người hét lên, cố lên, Trần Tông Sư. Phong thái của Tông Sư quả nhiên rất khác biệt. Trần Bá Kiêu đi bộ khoảng 2 phút mới chậm rãi bước đến sân bóng. Chúng ta có thể bắt đầu chưa? Lạc Tú nhướng mày. Đừng nóng vội, người trẻ tuổi, lòng tôi mang từ bi, nhưng không ngờ cậu lại nhất quyết ép buộc tôi. Thôi, vậy tôi sẽ ra tay đây. Trần Tông Sư vẫy tay với một người nhất thời một người khác chạy đến trên sân bóng trần bá kiêu từ từ cởi bỏ quần áo của mình để lại một chiếc áo khoác trắng bên trong sau đó mới chậm rãi nhìn về phía lạc tú chấm dứt đau thương mới thành võ thuật vốn dĩ công phu chỉ dùng để cường thân kiện thể không ngờ lại muốn dùng để tranh tài nhất thời than ôi thật đáng tiếc lời nói của trần bá kiêu vô cùng ra vẻ bắt đầu đi lạc tú cuối cùng cũng không còn kiên nhẫn được rồi thôi vân thủ thái cực của lão phu cũng không dễ dàng ra tay, bởi vì một khi ra tay sẽ đả thương đến tính mạng của người ta. Nếu hôm nay đã đến nước này, cũng chỉ có thể ra tay thôi. Audio điện tử võ tấn bền chương 206, quỷ đón trương đại sư Có người tố cáo ở đây có người dùng vũ khí đánh nhau. Cảnh sát trưởng tề dẫn theo người xông thẳng vào sân bóng. Mọi người ngồi yên tại chỗ không được nhúc nhích cảnh sát trưởng vừa hét ra lệnh vừa cố gắng khống chế hiện trường nội tâm trần bá kiêu đứng một bên cực kỳ kích động hôm nay không những bảo vệ được mặt mũi cái mạng này cũng xem như vẫn giữ được cảnh sát cũng đã đến hiện trường trận này chắc chắn không đánh được nữa trần bá kiêu nhìn lạc tú sau đó lắc lắc đầu quá non làm sao làm đối thủ của đám người trải đời như bọn họ hiện giờ cho dù ông ta khiêu khích lạc tú như thế nào đi nữa Lạc Tú cũng đều không có cách nào với ông ta. Hơn nữa sau này ông ta còn có thể tìm người phát tán một ít lời đồn đại. Sau đó cứ việc úp cái chậu phân này lên đầu Lạc Tú là được. Đến khi đó không những có thể bôi xấu Lạc Tú mà bản thân còn có được cái danh bị tông sư trẻ tuổi khiêu khích. Kết quả ông ta không những không sợ, nhưng vị tông sự trẻ thì lại sợ ông ta, âm thầm báo cảnh sát tham dự. Bỗng nhiên, đang lúc Trần Bá kiêu đắc ý, Lạc Tú lau khóe miệng mình lộ ra nét châm biếm không ngờ ông lại mặt dày như vậy thủ đoạn tầm thường như thế này mà cũng dùng đến được cậu đừng có mà ngậm máu phun người tôi không có báo cảnh sát trần bá kiêu lớn tiếng biện hộ làm ra một bộ ta đây rất hiên ngang tự ông thừa nhận rồi à tôi đã đề cập đến việc báo cảnh sát bao giờ đâu lạc tú cười khẩy ha ha đúng đấy là tôi báo cảnh sát thì thế nào trần bá kiêu thừa nhận sau đó dùng âm thanh rất thấp mà nói hôm nay không đánh được nữa rồi cảnh sát đã đến trần bá kiêu bày ra dáng vẻ cậu có thể làm gì tôi nào thế à lạc tú cười cười sau đó quay đầu nhìn về đám cảnh sát đứng ở phía cửa tiểu tề lại đây giọng nói của anh rất lớn đủ để tất cả mọi người đều nghe thấy những người này cũng bao gồm cảnh sát trưởng vừa nãy cảnh sát trưởng tề vẫn đang đi loanh quanh ở cửa anh ta thật sự không nhìn thấy lạc tú lúc này nghe được giọng nói này thì lập tức giật mình giọng nói của lạc tú làm sao anh ta không nhớ rõ cho được sau đó vẻ mặt anh ta lập tức biến đổi gần như là chạy hết sức đến mọi người xung quanh chứng kiến chuyện này đều há miệng mà nhìn trần bá kiêu thấy thế liền lo lắng nói xem sao anh lại đến chỗ này lạc tú lạnh lùng mở miệng nếu là người khác dùng giọng điệu thế này nói chuyện với cảnh sát trường tề thì chỉ sợ cảnh sát tề đã sớm nổi giận nhưng người này lại là lạc tú cảnh sát trường tề cực kỳ cung kính mở miệng đáp thưa lạc tiên sinh chúng tôi có nhận được tin báo rằng ở đây có người dùng vũ khí đánh nhau lớn tiếng một chút thưa lạc tiên sinh chúng tôi có nhận được tin báo rằng ở đây có người dùng vũ khí đánh nhau cảnh sát trường tề gần như là hét lên ai người đó họ trần chính là anh ta cảnh sát trường tề chỉ chỉ cháu trai trần bá kiêu đang hoảng hốt ngồi trên ghế ở đằng xa lúc này mọi người đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Chẳng trách đã đánh tiếng rồi mà vẫn có cảnh sát tới, hơn nữa lại là cảnh sát trường tề. Đám lão đại của Thông Châu nhất thời phì cười khinh bỉ. Được đó Trần Tông Sư, thủ đoạn như vậy mà cũng dùng được, ông sợ lạc ra chúng tôi thế sao? Mẹ nó, thật mất mặt, không dám thì không dám, sợ thì cứ quỳ xuống đất xin tha đi. Lại còn báo cảnh sát. Mất mặt, ông là Tông Sư nhát gan nhất mà tôi từng gặp đó. Những người xung quanh thi nhau cười nhạo. Ở đây không có ai dùng vũ khí đánh nhau cả, chỉ là tỉ thí bình thường thôi, trong vòng 30 giây, biến hết cho tôi." Lạc Tú lạnh lùng lên tiếng với cảnh sát trưởng Tề. Tức khắc cảnh sát trưởng Tề không dám nói hai lời, quay đầu lập tức dẫn người đi. "Ở đây không có ai dùng vũ khí đánh nhau. Anh ta không phải người mù. Nhưng chuyện này anh ta quản không được mà cũng không dám quản." Chờ cảnh sát trưởng Tề đi rồi, Trần Bá kiêu đổ mồ hôi lạnh hơn nữa những tiếng cười nhạo xung quanh làm trần bá kiêu vừa thẹn vừa giận cuối cùng ngay cả những lão đại của hải đông cũng không nhịn được mà mở miệng châm chọc trần bá kiêu lúc này trần bá kiêu đã hoàn toàn nổi giận mẹ nó các người có mặt mũi nói ông đây hả không thì các người đến xem cả một đám chỉ biết kêu ông đây đi chết còn nói đường hoàng như thế lời mắng này lập tức làm các lão đại hải đông ngậm chặt mồm lại mà hạ hân hân nhìn đám người lạc tú trong lòng cười khổ. Lạc Tú đã đạt đến trình độ như thế này rồi sao? Cả Trần Tông Sư cũng sợ anh nữa. Đó là một đại Tông Sư đấy. Vậy mà lại sợ Lạc Tú. Ông có nhầm lẫn gì đó rồi, sở dĩ ông sắp chết, đó là do ông tự tìm lấy. Tiếp sau làm người hãy nhớ lấy, đừng có mà rảnh rỗi sinh nông nỗi. Lạc Tú vung tay lên liền đánh. Trần Tông Sư cũng xem như là có chuẩn bị từ sớm, ông ta đưa tay thủ thế tạo một đám mây định ngăn cản nhưng thật đáng tiếc ông ta không ngăn được ầm um, chỉ một chiêu đã bị lạc tú đánh nổ cả hiện trường lại an tính vị tông sư thứ hai cũng đã chết cũng giống như thế một chiêu cũng không cản được cho dù trần bá kiêu vô dụng thế nào đi nữa thì tốt xấu cũng là một đại tông sư đó những vẫn bị một chiêu đánh nổ banh xác xung quanh yên tĩnh như chết còn ai nữa không nếu còn có ai bất mãn với lạc vô cực hoặc là không ưa tôi có thể nhìn thấy kết cục rồi đấy lạc tú lên tiếng xung quanh hoàn toàn yên tĩnh không có ai dám nói thêm điều gì thế nhưng ngay lúc này bỗng nhiên có người hô to một tiếng trương đại sư đến lời này vừa nói ra đám lão đại hải đông như có người cầm lái thậm chí là đám người hạ hân hân như được khôi phục sĩ khí tìm được người giúp đỡ tên họ lạc kia anh chết chắc rồi dương thiếu thiên hô lớn với lạc tú tên họ lạc là... Tôi thừa nhận anh rất lợi hại, nhưng dù sao thì anh cũng chỉ là một con kiến có chút tài mà thôi. ở trước mặt một vị thần như Trương Đại Sư, anh căn bản không đáng nhắc đến. Hai anh em Sở Vân Hào kiêu ngạo lên tiếng. Trải nghiệm đọc truyện số một tại -E v vn Vừa nãy Lạc Tú bày ra thực lực khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi, làm bọn họ gần như tuyệt vọng. Liên tiếp hai vị tông sư cũng đều không phải là đối thủ của Lạc Tú, bị một chiêu của Lạc Tú đập cho chết tươi nhưng bây giờ trương đại sư đã đến bọn họ cảm thấy không còn sợ nữa bởi thực lực của trương đại sư hoàn toàn có thể vượt qua người bình thường có thể xưng thần rồi hạ thu diễm và hạ hân hân nhìn nhau rồi lắc đầu thằng nhóc họ lạc đó tôi thừa nhận là tôi đã nhìn lầm nhưng vậy thì thế nào chẳng lẽ nó có thể làm đối thủ của trương đại sư sao cuối cùng thì vẫn chỉ là sức mạnh phàm tục thôi hạ hân hân cũng thở dài Lạc Tú đúng là khiến cho người khác cảm giác không giống. Nhưng vậy thì thế nào? Cuối cùng kết quả vẫn thế. Hạ Hân Hân đi xuống khán đài, đứng cách Lạc Tú không xa, sau đó nói với Lạc Tú. Chương 207, ông ta chỉ là một con chó. Ngoại trừ nhà họ Giang và nhà họ Vương, hầu như 10 gia đình giàu có tại Hải Đông đều quỳ xuống. Tất cả mọi người đều vô cùng phấn khích, như thể họ đã giành được nhiều vinh dự vậy. Tất cả đứng dậy đi một giọng nói vang lên từ khoảng không nhưng lại không nhìn thấy bóng người mà cây cầu băng trên khán đài cao nhất trông vô cùng trói mắt dưới ánh nắng mặt trời ngay cả mấy đại lão ở thông châu cũng vô cùng hoảng sợ bản lĩnh này giống như là thần thánh không phải là của con người ngay lập tức có một bóng người trong khoảng không từ từ đáp xuống cây cầu băng cảnh tượng này thật khiến người ta choáng váng vừa rồi không phải khinh công mà là đang bay thật chuyện này quá ngạc nhiên rồi vậy mà lại có người biết bay mà các lão đại ở hải đông cũng đứng lên nhìn thấy khoảng cách chưa đây là người mà anh luôn coi thường đấy ông ấy gần như là một vị thần rồi hạ hân hân nói một cách ngạo nghễ nhưng lạc tú vẫn lắc đầu khinh thường lạc tú tôi thật sự không biết anh lấy đâu ra dũng khí và sự tự tin đến thế đến bây giờ vẫn chưa hối cải sao anh đã nhìn thấy người đàn ông đứng trên đỉnh kia chưa đó là vị thần mà anh không thể chống lại được." Hạ Hân Hân lắc đầu. "Hân Hân, các con câm miệng, bớt nói nhảm đi." Lúc này Hạ Nguyên Vũ cũng vội vàng chạy tới. Hạ Nguyên Vũ nhìn Lạc Tú bằng vẻ mặt áy náy. "Tiểu Tú, tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi." Từ đầu đến cuối Hạ Nguyên Vũ rất thích Lạc Tú, nhưng không ngờ mối quan hệ giữa nhà họ Hạ và Lạc Tú lại kết thúc nhanh như thế này. "Hạ Hân Hân" tôi từng nói có thể ban cho nhà họ hạ mấy người một đời huy hoàng nếu bây giờ cô xin lỗi tôi có thể nể mặt chú hạ mà suy nghĩ lại lạc tú lắc đầu tất nhiên cơ hội này là vì nể mặt hạ nguyên vũ lạc tú anh đang đùa à hạ hân hân cũng cười khinh thường anh nhìn cho rõ ràng đi đó là thần bây giờ tôi là đệ tử của thần hạ hân hân ngạo nghễ nói họ lạc kia cậu quá khoác lác rồi nhà họ hạ chúng tôi cần cậu tới ban thưởng một đời huy hoàng ư cậu hãy nhìn cho rõ đi giờ hạ hân hân nhà chúng tôi đã là đệ tử của thần rồi cậu vĩnh viễn không thể trèo tới đâu hạ thu diễm đứng lên chế diếu ôi cơ hội cuối cùng cũng đã cho mấy người rồi tôi nghĩ sau này sẽ không có ai nói lạc tú tôi vong ân phụ nghĩa nữa lạc tú lắc đầu lạc tú là người trọng tình trọng nghĩa lúc ở tiên giới anh đã từng được người ta cho một mẩu bánh mì kết quả Lạc Tú đã cho dòng họ đó được vinh quang suốt 3.000 năm. Anh đã che chở cho dòng họ đó trở nên lỗi lạc cả một phương. Mà đối với nhà họ hạ, Lạc Tú thực sự đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vào giây phút cuối, anh vẫn còn cho nhà họ hạ một cơ hội. Lúc này, đám người sở vân hào cũng đi tới đứng bên cạnh Lạc Tú mà diễu cợt. Cho dù là sở vân long hay sở vân hào, ngay từ đầu đã không xem Lạc Tú ra gì nhưng hai anh em họ đều đau lòng phát hiện ra giường như lạc tú có mặt khắp mọi nơi họ đi đến đâu thì lạc tú sẽ đi tới đấy sau đó chống đối họ khiến họ bị bẽ mặt vô cùng nhưng lần này họ tin chắc là sẽ không bị nữa bởi vì sư phụ của họ trương đại sư đang ở đây đó là người kiểm soát chân chính của hải đông địa vị siêu nhiên cho dù là ai nhìn thấy cũng phải cúi đầu màn làm lễ vừa rồi kia đã chứng minh tất cả tại hải đông trương đại sư cho dòng họ nào thịnh vượng thì dòng họ đó không muốn cũng khó nhưng nếu trương đại sư muốn dòng họ nào suy bại thì chẳng khác nào vô phương cứu chữa họ lạc kia hôm nay hãy chấm dứt tất cả mọi ân oán đi lúc này dương thiếu thiên cũng đến đây anh ta hận lạc tú dù sao thì anh ta cũng đã bị lạc tú đánh cho tàn phế rồi nhưng hôm nay lạc tú tuyệt đối không thể sống sót để bước ra ngoài dù sức mạnh mà lạc tú đã thể hiện trước đó khiến họ phải ngước nhìn. Không ai được phép động vào người đàn ông của tôi. Lúc này Giang Khả Khả cũng đi tới và nói với Lạc Tú. Lạc ra, họ vương chúng tôi cũng sẽ tổn vong với cậu. Vương Vận Vân cũng đứng lên. Giang Khả Khả, cô sẽ hối hận. Dương Thiên Vũ cười khẩy. Nhìn rõ rồi chứ. Hãy đối mặt với thực tại đi. Đó là thần, đám người phàm mấy người có hiểu không? Dương Thiên Vũ Khinh thường nhìn Giang Khả Khả và Lạc Tú. Được rồi, nhà họ Giang, nhà họ Vương, Lạc Phô cực tôi xin hứa dù sau này có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng sẽ cho các người một đời vinh quang. Lạc Tú mỉm cười. Những người sẵn sàng ra mặt sát cánh bên anh lúc này quả thật có tình có nghĩa. Còn những người ở Thông Châu kia thì không cần nói thêm, bọn họ đã tỏ rõ lập trường của mình rồi. đã tới nước này mà cậu vẫn còn khoác lác ư? Người cầm đầu nhà họ sở đứng lên cười mỉa mai. Còn mấy người, họ Giang, họ Vương, từ hôm nay trở đi mấy người sẽ đối mặt với cơn giận dữ như sấm sét của Trương Đại Sư. Từ nay mấy người sẽ biến mất ở Hải Đông. Vương Vận Vân ơi Vương Vận Vân, uổng cho cô thông minh một đời, thế mà lại hồ đồ đứng về phe tên nhóc lạc tú kia. Mấy người nghĩ sao mà lại cho rằng cậu ta có thể đấu lại Trương Đại Sư chứ? Người cầm quyền của nhà họ Dương châm chọc nói mà vương vận vân chỉ cười và lắc đầu còn ai nữa còn có ai ngồi đây bất mãn với lạc vô cực tôi nữa không bây giờ có thể đứng lên thể hiện lập trường của mình lạc tú cười nhạt anh thật sự muốn xem ở hải đông có bao nhiêu người bất mãn với anh không vừa mắt với anh họ lạc kia anh quá kiêu ngạo rồi một tên nhà giàu khác đứng lên chỉ trích lạc tú chúng tôi không quen nhìn anh diễn kịch anh là cái thá gì chứ một người khác đứng lên nói rồi họ lần lượt đứng lên. Lạc Tú liếc nhìn những người này. Tốt, tốt lắm, Lạc Tú phất phất tay. Họ Dương, họ Sở và Hạ Hân Hân. Mấy người vẫn khinh thường Lạc vô cực tôi. Mấy người cứ luôn lấy trương đại sư ra ép tôi phải không? Lạc Tú cười, nhưng là nụ cười châm biếm. Phải thì sao? linh 208, lăn xuống đây vừa dứt lời, tất cả mọi người đều tái mặt. Hạ Hân Hân liếc nhìn Lạc Tú đầy trách móc, tỏ rõ vẻ thất vọng cô ta đã nghĩ xong lý do để cầu xin thay cho Lạc Tú. Nhưng Lạc Tú đã nhục mạ Trương Đại Sư trước mặt nhiều người như vậy, cho dù cô ta có cầu xin cũng vô ích. Lạc Tú à Lạc Tú, tại sao anh phải hết lần này đến lần khác kiêu ngạo như vậy? Chẳng lẽ anh còn chưa nhận ra mình và đối phương tranh lệch đến mức nào sao? Mà đám người sở vân hào ngoài mặt giả vờ tức giận nhưng trong lòng lại vui mừng khôn xiết. Tên họ lạc lại dám nhục mạ trương đại sư trước nhiều người như thế. Với thực lực của Trương đại sư, dù có đứng trên cao kia cũng đã nghe thấy. Vì vậy lát nữa cho dù Hạ Hân Hân có can ngăn và cầu xin thay cho Lạc Tú thì cũng không thể cứu anh được. Rất nhiều người giàu có và các đại lão ở Hải Đông cũng mừng thầm. Anh thật to gan, họ Lạc kia, anh cũng dám nhục mạ Trương đại sư ư? Có người quát lớn, hôm nay Trương đại sư ở ngay trên kia, anh chết chắc rồi. Nhưng Lạc Tú vẫn rất khinh thường như trước. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần rằng cho dù Trương đại sư có ở trước mặt tôi, nếu tôi mắng ông ta thì ông ta cũng không dám phản nàn nửa câu. Thậm chí ngay cả một chữ cũng không dám. Chẳng lẽ mấy người không tò mò, ông ta đã đứng trên đó lâu như vậy, hơn nữa chắc chắn đã nghe thấy câu nói kia của tôi nhưng sao ông ta không xuống đây ư? Có phải cảm thấy rất kỳ lạ không? Lạc Tú Nghĩa Mai nói. Đúng là sự việc này khiến người ta thấy rất kỳ lạ. Theo lý mà nói thì Trương đại sư phải xuống rồi mới đúng, tại sao vẫn cứ đứng ở trên đó vậy? Hơn nữa chắc chắn đã nghe thấy câu nói kia. Tại sao ông ta không hề tỏ thái độ gì cả? Hừm, đó là vì một vị thần như Trương đại sư không thèm so đo với anh mà thôi. Có người miễn cưỡng biện hộ. Hừm, Lạc Tú cười khẩy. Nào, để tôi nói cho mấy người biết nguyên nhân, một đám kiến con ngu xuẩn để tôi nói cho mấy người biết tại sao tôi lại dám xúc phạm ông ta hết lần này đến lần khác ngay trước mặt mọi người như thế. Tại sao tôi lại khinh thường ông ta? Tại sao ông ta đã nghe rõ tôi mắng ông ta nhưng lại không xuống đây? Đó là bởi vì, ông ta, không, dám, trương đại sư mà mấy người kính trọng như thần, người mà mấy người vừa làm lễ bái lại ban nãy, đối với tôi chẳng qua chỉ là một con chó mà thôi. Lạc Tú cười khẩy, lúc này, rõ ràng là có người muốn lên tiếng phản bác nhưng lạc tú lại cười khẩy sau đó nhìn về phía trương đại sư đang ở trên kia mà quát lớn cầu nô tài mau lăn xuống đây cho tôi vừa dứt lời tất cả mọi người đều sững sờ ngay khi có người đang há hốc miệng họ lại kinh ngạc phát hiện trương đại sư đã đi xuống hơn nữa là đang lăn xuống ông ta lăn xuống như một quả bóng lăn từ nơi cao nhất trên khán đài xuống sau đó lăn xuống sân lăn tới trước mặt Lạc Tú rồi quỳ xuống dưới chân anh. Đặt chán lên mặt đất dưới chân của Lạc Tú. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người choáng váng, khiến đầu óc mọi người nổ vang, thậm chí đầu óc nhiều người cũng trở nên trống rỗng. Sau đó, trước sự kinh ngạc và bàng hoàng của mọi người, Lạc Tú giơ một chân lên và dẫm lên đầu của Trương Đại Sư. Ha ha, Trương Đại Sư, hãy nói cho mọi người biết ông là ai. Lạc Tú cười gằn, bẩm chủ nhân, tôi chỉ là một tên nô tài của chủ nhân mà thôi trương đại sư quỳ sát dưới chân lạc tú run rẩy sợ hãi không đây không phải là sự thật không thể nào có người không thể tin được chắc chắn là tôi đang nằm mơ rồi chuyện này tuyệt đối không thể chắc chắn ông là trương đại sư giả rồi có người gào lên nhưng ngay sau đó một chiếc gai băng bất ngờ vươn ra từ mặt đất và xuyên thẳng vào người đàn ông dòng máu tươi từ từ chảy xuống lấp băng như một cái tát vào mặt tất cả mọi người ở đây đây là sự thật máu chảy đầm đìa cũng là thật trương đại sư là thật và cảnh tượng trước mắt cũng là thật sở vân long lập tức ngất đi sở vân hào nghiến răng đến mức chảy máu đám người dương thiếu thiên thì vẫn đang ngây như phỗng những người cầm đầu của đám nhà giàu ở hải đông vẫn đang mờ mịt đầu óc hạ hân hân như nổ tung trương đại sư mà cô ta kính trọng nhất chỉ là con chó và một người hầu của lạc tú mà thôi làm sao cô ta có thể chấp nhận sự thật này chứ? Hóa ra vừa cô ta đang quỳ xuống trước một con chó của Lạc Tú mà thôi. Cô ta đã tìm đủ mọi cách để bái lạy vào môn hạ của Trương Đại Sư, thế mà chỉ có một chức đệ tử trên danh nghĩa mà thôi. Nhưng mà cô ta đã vui đến mức cả đêm không ngủ được, còn thể hiện sự vượt trội của mình trước mặt Lạc Tú nữa. Vào lúc này, Hạ Hân Hân cảm thấy rằng cô ta là kẻ ngu ngốc nhất trên thế giới nghĩ đến bản thân đã bái lại một nô tài dưới chân người ta, sau đó còn khoe khoang với chủ nhân của nó, mẹ kiếp, chuyện này thật khôi hài mà. Vào lúc này, Hạ Hân Hân đã hoàn toàn tỉnh táo, cô ta đã sai rồi, sai một cách thái quá và sai hết thuốc chữa. Người mà bản thân mình ngưỡng vọng, người mà mình sùng bái lại chỉ là một con chó của người ta mà thôi. Mà cô ta vẫn luôn coi thường lạc tú. Cô ta có tư cách để xem thường lạc tú sao? thậm chí cả hải đông có ai đủ tư cách để coi thường lạc tú hạ hân hân nhớ đến lần nào lạc tú cũng coi thường trương đại sư giờ xem ra đúng là người ta có thể khinh thường bởi vì đó chỉ là một trong những tên nô tài của anh mà thôi còn câu nói để cho nhà họ hạ cả đời vinh quang cũng không phải là nói khoác đó là người ta thực sự có bản lĩnh đó hạ thu diếm cũng tái mét mặt mày thậm chí còn xám xịt như cho cô ta vẫn luôn coi thường lạc tú cho rằng Lạc Tú không bằng những người giàu có và quyền lực. Nhưng bây giờ thì sao? Đừng nói là mấy cậu chủ nhà giàu có mà ngay cả mấy người cầm lái của các nhà giàu có cũng không thể so nổi với anh. Cả tỉnh Hải Đông có ai có thể so sánh với Lạc Tú? Còn trẻ như vậy đã là tổng huấn luyện viên của Học viện Quân sự Kinh Nam, tuổi còn trẻ mà đã là tông sư, thậm chí ngay cả Trương đại sư, người được các nhà giàu có ở Hải Đông tôn sùng như một vị thần cũng chỉ là một con chó mà thôi ở tỉnh hải đông có ai có thể so sánh với lạc tú vốn dĩ anh có thể ban cho nhà họ hạ sự huy hoàng cực độ nhưng lại bị người ta từ chối thẳng thừng lại còn tỏ vẻ khinh thường nữa có thể nói nhà họ hạ có thể có cơ hội vô cùng huy hoàng nhưng lại bị chính tay cô ta hủy hoại người không thể chấp nhận được nhất là đám người sở vân hào dương thiếu thiên vốn dĩ họ luôn nghe rằng bản thân họ đã tìm được chỗ dựa vững chắc rốt cuộc đã có thể đấu với lạc tú nhưng cuối cùng ông trời đã cho họ một vố lớn. Bởi vì người mà họ tôn sùng như một vị thần, chỗ dựa vững chắc nhất của họ lại là một con chó của người ta mà thôi. chương 209, Sát Hạch Lạc Tú vừa dứt lời, mọi người đều không dám tiếp lời. Không ngờ người đứng đầu Hải Đông sự tồn tại như một vị thần trong mắt bọn họ lại chỉ là một con chó của Lạc Tú mà thôi. Lúc này, mấy hào môn đã đứng ra kia đều sắp hối hận đến xanh ruột rồi tất nhiên người hối hận nhất vẫn là hạ thu diễm và hạ hân hân lạc tú ngông cuồng ư không thật ra lạc tú cực kỳ khiêm tốn và biết điều những gì anh nói đều là sự thật hơn nữa hạ nguyên vũ đã năm lần bảy lượt nhắc nhở bọn họ rồi nhưng bọn họ nhất quyết không chịu nghe theo cũng không chịu tin tưởng khiến bọn họ đánh mất cơ hội để nhà họ hạ phát triển huy hoàng còn người nắm quyền của nhà họ sở và nhà họ dương thì sắc mặt càng trắng bệch hơn bọn họ biết gia tộc của mình đã hoàn toàn tiêu đời rồi. Bọn họ đã sớm kết gây thù chuốc oán với Lạc Tú rồi, bọn họ vốn cho rằng dựa vào Trương Đại Sư là có thể bóp chết Lạc Tú một cách dễ dàng. Nhưng bây giờ bọn họ lại vì bản thân mà gây ra tai họa tài trời. Còn nhà họ Vương và nhà họ Giang thì thầm vui mừng, bọn họ thắng cược rồi. Thậm chí cho đến bây giờ vẫn có người không dám tin tưởng cho lắm. Giang khả khả nhìn Lạc Tú người đàn ông độc nhất vô nhị này, càng quyết tâm nhất định phải theo đuổi cho bằng được lạc tú. Thậm chí vương vận vân của nhà họ vân cũng nảy ra suy nghĩ này. Nhưng sau đó chị ta lại lắc đầu cười khổ, sao lạc tú có thể thích mình cơ chứ? Với thân phận địa vị và thực lực của lạc tú, chắc chắn tiền đồ sau này sẽ cực kỳ rộng mở. Không biết cuối cùng người phụ nữ nào sẽ may mắn có thể sóng vai đứng trên đỉnh thiên hạ cùng lạc tú, để ngắm nhìn thiên hạ rộng lớn. E rằng kể từ hôm nay, ba chữ lạc vô cực này sẽ gây chấn động toàn bộ khu vực hoa đông chỉ cần giơ tay lên đã đập chết hai vị tông sư hơn nữa trong có còn có một vị tông sư phong thiên lôi tiếng tăm lừng lẫy chắc chắn chuyện này sẽ gây ra một làn sóng lớn trong toàn bộ khu vực hoa đông đó là chuyện mà ngay cả lâm hóa long cũng không làm được mấy người nói thử xem nên làm thế nào lạc tú cười khẩy hỏi người nắm quyền nhà họ sở và nhà họ dương nhất thời sợ đến mức run lẩy bẩy Cuối cùng người nắm quyền nhà họ Sở bỗng lộ vẻ mặt hung ác, chuyện này nhất định phải cho Lạc Tú một lời giải thích, bằng không e rằng cả gia tộc đều bị tàn sát. Người nắm quyền nhà họ Sở nhìn Sở Vân Long đã ngất xỉu, rồi đột một bước tới bóp cổ Sở Vân Long. Ông ta luôn cho rằng Sở Vân Long đã trêu chọc Lạc Tú, nên mới kết thủ oán. "Ba, ba định làm gì thế?" Sở Vân Hào vừa nhìn thấy ba mình lại xuống tay với em trai mình thì nhất thời bị dọa sợ mọi người đang có mặt tại đây cũng bị dọa sợ. Nhất thời ai cũng muốn đi tới ngăn cản. Đừng ai đi tới đây, người nắm quyền nhà họ sở bẻ gãy cổ sở vân long ngay tức khắc. Lạc ra, đều tại tên xúc sinh này không có mắt, đã trêu chọc cậu, không biết câu trả lời này có khiến cậu hài lòng hay không. Nhưng Lạc Tú không nói gì cả. Người nắm quyền nhà họ Dương thấy thế thì nhanh chóng rời mắt nhìn Dương Thiếu Thiên. Ba, ba định làm gì thế? dương thiếu thiên vừa nhìn thấy dáng vẻ này thì nhất thời bị dọa sợ ba làm gì ư vì con mà nhà họ dương đã gặp tai hỏa tài trời rồi người nắm quyền nhà họ dương cũng rút dây thắt lưng rồi xiết cổ dương thiếu thiên ngay không ai ngăn cản cũng không ai dám nói gì cả cho đến khi dương thiếu thiên tắt thở người nắm quyền nhà họ dương mới chảy nước mắt buông dây thắt lưng ra rồi nhìn lạc tú lạc ra lời giải thích này thế nào Người xưa có câu hổ giữ không ăn thịt con, không ngờ ngay cả con trai mình mà hai người cũng có thể xuống tay được. Lạc Tú nhấc chân lên, Trương Đại Sư run rẩy đứng dậy. Mọi người xung quanh càng tĩnh lặng như tờ, sợ đến mức hai chân run rẩy. Tôi đâu có nói hai người phải giết con trai mình, Lạc Tú cười chế giễu. Sau này Hải Đông sẽ do Lạc vô cực tôi định đoạt. Còn ai có ý kiến gì không? Lạc Tú hử lạnh. Nhất thời mọi người đều cúi đầu. Lạc tú rời đi, Hạ Nguyên vũ thở dài một tiếng rồi căm hận nhìn Hạ Thu Diễm. Bốp, Hạ Nguyên vũ vẫn không nhịn được xuống tay. Ông ta tát vào mặt Hạ Thu Diễm. Đây chính là chuyện tốt mà em đã làm đó. Nhà họ Hạ vốn có thể huy hoàng rồi. Em có biết rằng kể từ hôm nay sẽ có bao nhiêu nhà Hào Môn không từ mọi giá mà lôi kéo tiểu tú không hả? Rồi bao nhiêu nhà Hào Môn đưa con gái của mình tới cửa không hả? Haise, Hạ Nguyên vũ thở dài một tiếng. Rồi nhớ tới ba của Lạc Tú. Ông Lạc à, ông đã sinh ra một cậu con trai cực kỳ giỏi rồi. Hạ Hân Hân cúi đầu, dáng vẻ độc nhất vô nhị đó của Lạc Tú đã mãi mãi khắc sâu vào trái tim của cô ta. E rằng nếu để nhà họ Thẩm biết được, chắc cũng sẽ hối hận đến xanh ruột. Ông Lạc à, ông đã sinh ra một cậu con trai cực kỳ giỏi rồi. E rằng nếu để nhà họ Thẩm biết được, chắc cũng sẽ hối hận đến xanh ruột sau đó hạ nguyên vũ liếc nhìn hạ hân hân cuối cùng thở dài một tiếng chứ không xuống tay hân hân con hãy tìm cơ hội thích hợp để đi xin lỗi đi hạ nguyên vũ chắp tay ra sau rồi rời đi hạ hân hân cúi đầu dáng vẻ độc nhất vô nhị đó của lạc tú đã mãi mãi khắc sâu vào trái tim của cô ta còn sở vân hào thì siết chặt nắm đấm nhà họ sở tiêu đời đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi nhưng anh ta vẫn còn cơ hội anh ta sắp có thể tiến vào huyết sát rồi chỉ cần anh ta có thể tiến vào huyết sát, rồi biểu hiện thật tốt thì sớm muộn gì cũng có một ngày anh ta có thể báo thù. Cho dù là 10 năm hay 20 năm, chỉ cần tiến vào huyết sát thì anh ta có thể đợi được cơ hội này. Anh ta sẽ cố gắng, đến lúc đó anh ta sẽ dùng dáng vẻ của vương giả để quay về, rồi dẫm mạnh lạc tú ở dưới chân. Trận chiến này đã kết thúc, ngoài nhân sĩ Giang Hồ Hoa Đông và lãnh đạo cấp cao của Hải Đông, thì không ai biết rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì nhưng tin tức lại được truyền ra ngoài một cách nhanh chóng. Nhất thời toàn bộ khu vực hoa đông nổi lên làn sóng ngút trời. Mà lúc này Tô Bửu Điền cũng đang gọi điện cho Lạc Tú để chúc mừng. Lạc ra, thật bất ngờ. Cậu biết gì chưa, bây giờ Lâm Hóa Long cũng biết chuyện này rồi, ông ta định đợi đến khi bộ đội đặc trùng tỷ võ sẽ so tài với cậu một phen. Tô Bửu Điền ở đầu dây bên kia cười nói. Được thôi, Lạc Tú chẳng hề để tâm đáp. Tính toán thời gian thì cũng gần tới rồi, hai ngày nữa bên tôi sẽ sắp xếp người đi đón cậu, tiếp theo huyết sát sẽ giao cho cậu đấy. Tô Bửu Điền nói tiếp. Nhưng tiếc rằng e là lần này tôi phải thua nữa rồi, chẳng thể lấy được vị trí thứ nhất, bây giờ chỉ còn có ba tháng nữa là tới cuộc tỷ võ rồi. Tô Bửu Điền thở dài. Không sao, ba tháng là đủ rồi, tôi sẽ giúp ông lấy về vị trí thứ nhất. Lạc Tú rất tự tin nói. Được, vậy thì trông cậy vào cậu Lạc rồi. Tô Bửu Điền cười nói. Nhưng sau khi ngắt điện thoại, Tô Bửu Điền lại thở dài, rồi lắc đầu. Ba tháng ư, ba tháng thì làm sao có thể chứ? chương 210, nhìn Lạc Tú bị mất mặt. Ba ngày sau, một chiếc xe quân đội màu xanh lục lái vào thành phố Hải Đông. Người đàn ông lái xe để đầu đinh, dáng người thẳng tắp, toàn thân toát ra khí chất nghiêm nghị kỷ luật của người quân nhân. Nhưng lúc này trên gương mặt như điêu khắc kia lại mang theo vẻ chế diễu, Giáo quan Trương, anh nói thử xem đây là lần thứ mấy chúng ta đi đón giáo quan huyết sát mới rồi. Giáo quan huyết sát đã được đổi mấy lần rồi, đều do anh ta và giáo quan Trương đi đón. Có thể nói tổng giáo quan của huyết sát là dòng chảy, còn anh ta và giáo quan Trương là được làm bằng sắt. Không biết vị giáo quan mới này có thể trụ được bao lâu. Tiểu Ngô, cậu hãy ngậm miệng lại đi, giáo quan lần này của chúng ta là do tướng Tô Đích thân mời tới hơn nữa còn là tổng giáo quan học viện quân sự Kinh Nam. Nếu bàn về cấp bậc thì còn lớn hơn cả tôi đấy. Giáo quan Trương Từ Tốn nói. Thoạt nhìn ông ta khoảng hơn 40 tuổi, nhưng trên người càng tỏa ra khí chất anh dũng, xen lẫn ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh. Vừa nhìn là biết người từng xông ra chiến trường thực thụ. Giáo quan Trương, không phải tôi nói mà là tôi không hiểu, theo tư liệu tôi đã đọc về giáo quan huyết sát mới này thì cậu ta chỉ mới 20 tuổi, nếu không phải là tướng Tô Đích Thân gọi điện cho tôi thì tôi chẳng dám tin tưởng. Anh nói thử xem một thằng nhãi hơn 20 tuổi thì có thể huấn luyện đám người huyết sát kia ư. Tiểu Ngô chẳng hề ngậm miệng lại, về mặt riêng tư thì mối quan hệ giữa anh ta và giáo quan trương khá là tốt, nên anh ta hoàn toàn không để tâm. Hai, giáo quan trương cũng thở dài. Sao ông ta lại không ngạc nhiên cơ chứ? Phải biết rằng, đối phương chỉ mới 20 tuổi, mà ở độ tuổi đó đa số mọi người đều đang tốt nghiệp đại học, thậm chí có người học muộn còn đang học đại học. Để một người như vậy đi dẫn dắt huyết sát ư? Ông ta cảm thấy hơi không phục, nhưng đây là mệnh lệnh của cấp trên, ông ta còn có thể nói gì được. Giáo quan Trương, anh nói thử xem một thanh niên thậm chí còn chưa từng xông ra chiến trường như cậu ta, có lẽ nhìn thấy máu đã sợ hãi rồi, nói không chừng đi tới huyết sát còn bị đám người kia dọa sợ đến mức tè ra quần ấy chứ. Tiểu Ngô cười khẩy nói, Chúng ta thì còn dễ nói, nhưng đám người huyết sát kia thì không dễ nói như vậy. Đến lúc đó lỡ cậu ta thật sự sợ đến mức tè ra quần thì thật mất mặt. Tiểu Ngô cười nói, "Cậu cũng đừng coi thường người ta, nghe nói đó là một vị cao thủ võ lâm." Giáo quan trương lên tiếng giải thích, nhưng ngay cả ông ta cũng hơi mất tự tin khi nói câu này. "Cao thủ võ lâm ư?" Tiểu Ngô cười chế giễu. "Cao thủ võ lâm chỉ với 20 tuổi thôi ư?" Được cứ coi như cậu ta là cao thủ võ lâm đi, cậu ta chỉ mới hơn 20 tuổi thì có thể cao đến đâu chứ? Năm nay tôi đã 35 tuổi, tôi đã đi theo ông nội tôi học võ từ hồi 5 tuổi, cuối cùng bái vào làm học trò của hình ý môn rồi học võ trong thời gian dài, mãi đến khi tôi thành niên mới nhập ngũ, nhưng tôi từng thử giao đấu với giáo quan đời trước mà còn không đỡ nổi một chiêu. Anh nói thử xem cho dù cậu ta lợi hại đến đâu đi chăng nữa thì có thể mạnh đến cỡ nào chứ? Tiểu Ngô cười khinh bỉ, thật ra chuyện này vẫn còn một cách giải thích khác giáo quan trương bỗng mở miệng đó chính là tướng tô đã bỏ cuộc rồi dù gì thì chắc chắn năm nay huyết sát sẽ không thắng nổi quân đao trong cuộc tỷ võ cho nên bây giờ ông ta phải làm sao đây đó chính là tùy ý tìm một người để gánh nỗi oan này ông ta tìm một thanh niên không biết gì để đến cuối cùng cho dù thua cuộc cũng không bị mất mặt ai bảo giáo quan là một thanh niên làm gì giáo quan trương cười nói nghe giáo quan trương nói thế tiểu ngô ngẫm nghĩ thì đúng là thế thật như vậy nếu bị thua cũng không thể trách tô bửu điền và huyết sát được mà chỉ có thể trách giáo quan thôi nếu anh nói như vậy thì tôi cũng hiểu rồi tiểu ngô lộ ra vẻ mặt đã thông suốt được rồi chúng ta cũng đừng nói chuyện này nữa sắp đến nơi rồi giáo quan trương lên tiếng khoan đã tiểu ngô có phải cậu đã đi nhầm đường rồi không giáo quan trương nhìn thấy trong con hẻm đâu đâu cũng là tiệm cắt tóc thì không khỏi nhíu mày hỏi tôi không có đi nhầm đâu, chính là ở đây. Tiểu ngô cúi đầu nhìn địa chỉ lần nữa. Giáo quan trương nhất thời lắc đầu, không ngờ giáo quan mới của huyết sát lại sống ở nơi thế này, nếu để đám người huyết sát kia biết được, e rằng bọn họ sẽ tạo phản ngay tức khắc. Tất nhiên ấn tượng mà giáo quan trương dành cho lạc tú cũng nhất thời trở nên tồi tệ. Tốt xấu gì anh cũng là tổng giáo quan học viên quân sự kinh nam mặc dù chỉ là trên danh nghĩa, nhưng sống ở nơi thế này sẽ khiến người khác không khỏi nói ra nói vào giáo quan trương nếu không thì anh cứ đợi tôi thăm dò cậu ta trước đã tiểu ngô nóng lòng muốn thử thôi bỏ đi cậu đừng tham gia vào lần nào huyết sát cũng cho giáo quan mới tới một nghi thức chào đón chắc chắn lần này cũng sẽ có nên chúng ta không cần phải tham gia vào mà cứ để huyết sát tự ra tay là được giáo quan trương nhíu mày nói hai người vừa ngừng xe ở dưới lầu thì lạc tú cũng từ trên lầu đi xuống lần đầu tiên nhìn thấy lạc tú giáo quan trương không khỏi nhíu mày rồi lắc đầu. Chắc chắn không phải là người này, bởi vì Lạc Tú đang vừa đi vừa tháo mặt nạ xuống. Đây là mặt nạ mà sáng hôm nay Giang Đồng Nhiên cứ nhất quyết muốn đắp cho anh. "Người anh em, cho tôi hỏi thăm một lát, có phải Lạc Tú, cậu Lạc đang sống ở đây đúng không?" Tiểu Ngô lên tiếng hỏi. "Chính là tôi đây, hai người là do Tô Bửu Điền cử tới để đón tôi đúng không?" Lạc Tú tiện tay vứt mặt nạ vào trong thùng rác ở bên cạnh. Tiểu Ngô nhíu mày rồi mở miệng nói tiếp: "Người anh em, cậu đừng nói đùa nữa." "Cậu đang đùa gì thế?" Mặc dù Tiểu Ngô cũng không được xem là đại sư gì, nhưng cũng luyện võ nhiều năm như vậy, mặc kệ dáng đi và điệu bộ của chàng thanh niên trước mặt này cũng không toát ra khí chất giống như người từng luyện võ. Giáo quan Trương cũng hơi ngạc nhiên, cánh tay và tay của người luyện võ sẽ khác so với người bình thường, nếu anh thật sự từng luyện võ thì chắc chắn ông ta có thể nhìn ra nhưng chàng thanh niên trước mặt này bước đi nhẹ nhàng hai tay trắng nón ngay cả vết chai cũng chẳng có quan trọng nhất là lúc nãy còn đắp mặt nạ thì làm sao có thể là lạc tú được quả thật chính là tôi lạc tú xua tay nói là cậu thật ư giáo quan trương bỗng hơi hối hận sớm biết thế này ông ta đã không đến đây rồi đây thật sự là tổng giáo quan học viên quân sự kinh nam ư anh thật sự là giáo quan của huyết sát ư trông anh giống như một chàng thanh niên bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Audio điện tử võ tấn bền chương 211, đây là mệnh lệnh cuối cùng chiếc xe cũng chạy tới bến cảng. Huyết sát có rất nhiều nơi huấn luyện, vừa lúc nơi huấn luyện trong thời gian gần đây là trên một hòn đảo nhỏ. Dù sao đối với huyết sát thì huấn luyện trên đất liền, trên biển hay trên không đều cần thiết. Lúc này đã có một chiếc du thuyền nhỏ đợi sẵn ở đây nhưng thời tiết hôm nay có vẻ không được tốt lắm. Biển động, gió to kèm thêm sóng lớn rất không thích hợp để ra biển. Có điều dù sao cũng là nhiệm vụ, người phụ trách lái thuyền là một cựu chiến binh ngoài 40 tuổi. Sau khi nhìn thấy Lạc Tú, ông ta rất nhiệt tình, không ngừng bắt chuyện với Lạc Tú, thậm chí còn lặng lẽ đưa cho Lạc Tú một điếu thuốc. Mặt khác, Tiểu Ngô và giáo quan Trương tương đối lạnh lùng trong suốt quá trình dù sao trong lòng bọn họ đã hoàn toàn thất vọng với người huấn luyện huyết sát mới tới này rồi. Nhưng sau khi lên thuyền, giáo quan trương vẫn nhắc nhở lạc tú. Giáo quan lạc, huyết sát không giống những binh lính bình thường nên tính tình bọn họ cũng cao ngạo hơn binh lính bình thường rất nhiều. Nói thẳng ra là nếu lúc tới đó anh không bày ra được một chút bản lĩnh cho bọn họ thấy thì sợ rằng bọn họ sẽ không nghe lời anh. Ừ, Lạc Tú cầm điếu thuốc gật đầu, hiển nhiên không hề để chuyện này trong lòng giáo quan trương ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng lại cười khẩy chế nhạo. Đợi khi đến đó, nếu bị những người đó làm cho sượng mặt thì tôi xem anh sẽ làm sao. Chẳng mấy chốc du thuyền đã chạy ra rất xa bờ, chừng 2 tiếng đồng hồ đã dần dần đến gần hòn đảo. Mà lúc này trên đảo, hơn 10 người đã đứng ngay ngắn chờ sẵn ở đó rồi. Đội trưởng, anh nghĩ giáo quan mới tới kia thế nào? Mở miệng nói chuyện là một người đàn ông cao lớn và dũng mãnh dị thường, cao hơn 2 mét, hình thể khổng lồ giống như một tòa tháp bằng sắt anh ta đứng trong đội ngũ nổi bật như hạc giữa bầy gà anh ta tên là trương phỉ có tính cách dũng mãnh và là một nhân vật có cấp bậc nguyên lão trong huyết sát anh ta đã từng theo lâm hóa long giết những kẻ buôn bán ma túy ở biên giới vân nam và được cử đến nam phi với tư cách là người gìn giữ hòa bình cả người tràn ngập hơi thở đẫm máu trên thực tế không chỉ có mỗi mình anh ta mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều mang theo hơi thở đẫm máu như thế đó cũng là lý do cái tên huyết sát ra đời. Chỉ là đằng sau cái tên này còn có vô số mạng người, vô số lần giết chết kẻ địch trên chiến trường, vô số lần liều mạng huấn luyện. Vậy nên bọn họ mới coi thường và gai mắt những người không có năng lực thực sự. Bởi vì đã từng đi theo nhân vật truyền kỳ như Lâm Hóa Long cho nên trong mắt họ, làm sao có người nào đủ tư cách làm giáo quan của bọn họ kia chứ? Trong lòng bọn họ chỉ thừa nhận một mình Lâm Hóa Long chờ đến khi bọn họ tới thì chẳng phải sẽ biết sao tất cả mọi người đều không biết tên thật của đội trưởng chỉ biết anh ta có biệt danh là huyết hổ vóc người trung bình nhưng hơi thở vững vàng trầm ổn đứng trong gió tựa như cây tùng hơn nữa đừng thấy vẻ bề ngoài của anh ta không tốt mà vội vã xem thường chỉ riêng việc anh ta có thể ngồi lên vị trí đội trưởng của huyết sát thì đã nói rõ tất cả quan trọng nhất là anh ta đã từng là cận vệ riêng của lâm hóa long đi theo Lâm Hóa Long nhiều năm và thường xuyên được ông ta chỉ dẫn. Đừng nói những người bình thường, cho dù là nhiều cao thủ cùng đánh một lần cũng không phải là đối thủ của anh ta. Ha ha, dựa theo quy tắc cũ, lần này đến lượt tôi lên." Trương Phỉ cười khẩy một tiếng. "Trương Phỉ, anh dựa vào cái gì mà đòi lên trước? Con người anh chẳng biết nặng nhẹ là gì, ngày đầu tiên giáo quan trước kia tới đã bị anh đánh thành người thực vật, hại cả đám chúng ta bị xử phạt hết. Nhớ không?" Một người đàn ông lùn khác bất mãn nói: Anh ta tên Đao Ba, tên như ý nghĩa, trên mặt anh ta có một vết sẹo rất lớn. Nhưng vết sẹo này không phải là chuyện hổ thẹn, mà là danh dự của anh ta, là bằng chứng chứng minh anh ta đã một mình giết chết 100 tên binh lính. Không được, không đến lượt Đao Ba anh đâu, lần này phải là tôi. Không được, không được, tôi còn chưa được ra tay lần nào đây. Một người đàn ông tóc dài cũng hét lên: Ác quỷ, anh đừng có tham gia! đã nhiều năm vậy rồi, dù là xếp hàng thì cũng nên đến phiên tôi xếp hàng. Nhanh mà không có quảng cáo, chờ gì tìm ngay, chăm chu yên Việt Nam. Một đám người bắt đầu cãi vã. Mỗi người đều tranh xem nên ra tay như thế nào, cứ như đã chắc chắn giáo quan mới tới nhất định sẽ bị đánh gục hoàn toàn. Đừng cãi nhau nữa, hôm nay sóng lớn như vậy, chưa chắc người bên kia sẽ tới được. Huyết hổ mở miệng quát lớn. Những người khác nghe xong, quay đầu nhìn sóng biển cao đến 7-8 mét cũng cảm thấy thế. Sóng lớn như vậy mà rơi xuống nước là xem như sông đời, nói không chừng chỉ thoáng cái đã bị cuốn tới nơi nào cũng không biết được. Tuy nhiên một nhóm người vẫn đứng trong gió chờ đợi. Và chiếc du thuyền kia thật sự đã tới. Mẹ kiếp, tôi quên kêu bọn họ gỡ thủy lôi xung quanh rồi. Giáo quan trương đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Bình thường tất cả thủy lôi đều được sắp xếp theo quy luật, những phương tiện qua lại có thể dựa theo sơ đồ mà tránh khỏi các khu vực nguy hiểm đó. Nhưng thời tiết hôm nay khác thường, sóng biển và gió lớn sẽ làm số thủy lôi kia bị lệch vị trí so với ban đầu. Nếu bây giờ hấp tấp tiến về phía trước, chẳng may chạm nổ một thủy lôi nào đó sẽ rất phiền phức. Người cựu binh lái thuyền nghe vậy cũng ngây ngẩn cả người. Tuy trên du thuyền có lắp đặt radar nhưng giữa thời tiết sóng to gió lớn thế này cũng rất khó điều khiển du thuyền đi đúng hướng. Tạm thời không có cách nào, chỉ có thể lập tức lái du thuyền vòng một vòng ở phía xa. Giáo quan lạc, nếu không thì hôm nay chúng ta trở về trước đi. Giáo quan trương đứng trên du thuyền lung lay, cân nhắc nói. Trên du thuyền có bè nhỏ dự phòng, có thể dùng để trèo qua khu vực đặt thủy lôi. Nhưng gió và sóng hôm nay quá lớn nên hoàn toàn không thể sử dụng được. Mà cano thì bọn họ không dám dùng. Không sao, nếu không thì tôi đi một mình. Lạc Tú lắc đầu nói. Đi một mình, một mình thì qua đó bằng cách nào bơi qua sao sóng lớn thế kia mà anh nói đùa gì vậy bên kia nhóm người huyết sát đứng nhìn du thuyền cứ lượn vòng ở đằng xa mà không chịu đi tới cảm thấy cực kỳ khó hiểu tại sao bọn họ không tới trương phỉ nói ra oai à hay là sợ nên không dám tới đám người huyết sát lần lượt chế nhạo nếu anh ta dùng cách này để ra oai thì tôi thật sự phải xem thường anh ta rồi đấy rất nhiều người phá lên cười to nhưng ngay sau đó là một tiếng ẩm nặng nề vang lên má nó bọn họ đụng vào thủy lôi rồi rất nhiều người kinh hãi đúng vậy vận số của họ không tốt dù đã cố gắng tránh né nhưng vẫn đụng chúng một quả thủy lôi cũng vì thế mà cả chiếc du thuyền suýt chút nữa đã bị nổ tung may mà sóng to quá tình cờ gặp phải một cơn sóng đánh ngược chiều nên mới kịp thời cứu bọn họ một mạng nhưng cựu binh lái thuyền vẫn cực kỳ kinh hoàng bởi vì phần đuôi du thuyền đã bị nổ một lỗ thủng lớn du thuyền sắp chìm làm sao bây giờ chỉ có thể vứt chiếc du thuyền này thôi đã không còn thời gian để sửa chữa nữa rồi không được sóng biển quá lớn nếu xuống nước mà sóng biển ập tới thì chúng ta sẽ bị cuốn đi ngay giáo quan trương và tiểu ngô đứng trên du thuyền đều có vẻ luống cuống sóng lớn quá nếu bị sóng cuốn đi mà đâm trúng thủy lui thì sẽ thật sự không còn cách nào sống sót mà tất cả huyết sát trên đảo cũng bắt đầu hành động đừng đứng xem trò vui mau đi cứu người huyết hổ ra lệnh trên du thuyền ngoại trừ giáo quan mới tới vẫn còn những người khác tên giáo quan mới tới này đúng là xui xẻo thật mất mặt lại còn cần chúng ta đi cứu e rằng đây là giáo quan đầu tiên lúng túng và mất mặt như vậy ấy nhỉ mà lúc này trên du thuyền giáo quan trương nhìn thấy nước đã ngập đến mắt cá chân thì cũng hoàn toàn luống cuống không được tranh thủ thời gian nhảy đi không cần nhảy vào thời khắc mấu chốt chợt nghe lạc tú nói trong lúc khẩn cấp thế này lạc tú lại nói ra một câu vô tâm như vậy khiến cho giáo quan trương rất tức giận bây giờ mà không nhảy thì đợi lát nữa sẽ không kịp tiểu ngô cũng hét lên tất cả im miệng hết cho tôi thành thật chờ trên thuyền đi đây là mệnh lệnh lạc tú đột nhiên tức giận quát vâng đây là mệnh lệnh bọn họ không dám làm trái nhưng chuyện tiếp sau đó khiến bọn họ hoàn toàn há hốc mồm sững sờ, bởi vì Lạc Tú lại tự mình nhảy khỏi du thuyền. Giáo quan Trương, Tiểu Ngô và những người khác hoàn toàn trợn tròn mắt. Đây là tình huống gì vậy? Không cho bọn họ nhảy, tự anh lại nhảy xuống chạy trốn. Chương 212, Lướt sóng nâng thuyền. Giờ khắc này Giáo quan Trương và những người khác đã hoàn toàn bị sốc rồi, thậm chí bọn họ còn tự hoài nghi mình có đang nằm mơ hay không nữa vì mọi thứ trước mắt đều đã vượt quá những gì khoa học có thể giải thích. Một người có thể nâng một chiếc du thuyền nặng 10 tấn. Hơn nữa còn chỉ bằng một tay. Một người có thể đứng trên mặt nước sao? Được thôi, nếu hai việc này đều có người có thể làm được. Nhưng mà mẹ nó có người nào nói cho bọn họ biết, một người đứng trên mặt nước dùng một tay nâng một chiếc du thuyền nặng 10 tấn là chuyện gì không? Ai mà tin? Đây là chuyện phản khoa học, hoàn toàn không phù hợp với quy luật vật lý trọng tâm của anh ở đâu trên hòn đảo phía xa huyết hổ vẫn đang chỉ huy người tổ chức cứu hộ lúc đội viên cầm kính viễn vọng quan sát tình huống nhóm người lạc tú thì lập tức ngây ngẩn cả người đội trưởng đội trưởng anh tới đây nhìn một chút xem xem tôi có bị hoa mắt không người kia nói lắp bắp giọng điệu đầy hoảng sợ sao vậy huyết hổ cau mày hỏi tôi thấy một người đàn ông đứng trên mặt nước trên tay nâng một chiếc du thuyền đang đi về phía chúng ta Người đàn ông kia thuật lại những gì mình thấy mà tự anh ta cũng không dám tin. Suốt cuộc mình đang nói cái gì thế này? Báo tử, mẹ nó anh bị hỏng não rồi phải không? Trương phỉ không quay đầu lại mắng, thầm nghĩ hôm nay đầu óc của báo tử có vấn đề rồi à? Nói chuyện thực tế chút được không? Tự anh ngẫm lại xem anh nói nhăng nói cuội gì đó. Quỷ tóc dài cũng mắng. Nhưng đó thật sự là cảnh tượng mà tôi đã thấy. Báo tử dùng sức rụi mắt, sau đó lại nhìn lần nữa, anh ta cũng băn khoăn không biết mình có bị hoa mắt hay xuất hiện ảo giác hay không má nó con mẹ nó chứ không nhìn lầm đâu là thật đấy mẹ nó gặp quỷ thật rồi đưa tôi cái ống nhòm cả ngày chỉ biết nói chuyện hoang đường có phải lát nữa các anh sẽ nói mình xuyên không cả đám cùng vào thế giới huyền huyễn tu tiên luôn không mẹ nó lại còn có chuyện một người đứng trên mặt nước nâng du thuyền sao anh không nói mình thấy chín con rồng kéo quan tài luôn huyết hổ cầm kính viễn vọng sau đó nhìn sang thoáng nhìn một cái hít huyết hổ đột nhiên hít vào một hơi khí lạnh báo tử anh nói thử xem có phải chúng ta đã xuyên không thật rồi không bây giờ chúng ta đã đi tới thế giới huyền huyễn à huyết hổ cũng khiếp sợ không thôi bởi vì quả thật có một người đang nâng du thuyền sau đó đứng trên sóng biển bước từng bước về phía đảo nhỏ mà bọn họ đang đứng đội trưởng não của anh cũng hoạt động không tốt sao đao ba cười nói nhưng sau đó anh ta lập tức nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc xen lẫn sự kinh ngạc và choáng váng của huyết hổ. Sau đó cũng không lâu lắm, bọn họ không cần dùng kính viễn vọng nữa rồi. Bởi vì người kia thực sự đã đến. Ngoài khơi, sóng biển gào thét nhấp nhô bất định, cuộn trào mãnh liệt không ngớt. Nhưng người đàn ông vẫn nhẹ nhàng nâng du thuyền bằng một tay, chân dẫm trên sóng biển không chút lắc lư như thể đang bước trên đất bằng. Trong ánh mắt kinh hoàng của những thành viên huyết sát, anh chậm rãi đi về phía bọn họ. Đám người huyết sát thật yên lặng, không ai mở miệng, chỉ có âm thanh gió lớn gào thét bên tai. Mãi đến mấy phút sau, bọn họ mới hoàn toàn thấy rõ đó là một người đàn ông trẻ tuổi, chạc ngoài 20, trên khuôn mặt trắng nõn lộ vẻ hờ hứng. Anh thản nhiên bước trên sóng dữ mà chẳng chút quan tâm. Trên tay còn nâng một chiếc du thuyền mà như không có chút cảm giác. Sau đó bước từng bước mà tới khiến đám người huyết sát không thể không lùi về sau. Tất cả mọi người đều đang thầm mặc niệm trong lòng người này ngàn lần vạn lần đừng là giáo quan mới của huyết sát chúng ta trời cao phù hộ ngàn lần vạn lần đừng phải đấy nhưng mà người ta càng sợ chuyện gì chuyện đó chắc chắn sẽ đến cuối cùng người kia vẫn lên bờ sau đó tùy ý ném chiếc du thuyền sang một bên tôi lạc vô cực là giáo quan sau này của huyết sát các anh lạc tú phủi tay sau đó lạc tú tiến về phía trước một bước cả đám người huyết sát lập tức lùi về sau một bước tôi nghe nói các anh không chào đón sự hiện diện của tôi các anh không phục à đúng không lạc tú liếc mắt nhìn tất cả đội viên huyết sát không ai dám nhìn lạc tú tôi nghe nói các anh có quy củ khiêu chiến giáo quan mới tới đúng không đến đây đi lạc tú nói nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai nói lời nào hử lạc tú ậm ừ trương phỉ không phải lúc nãy anh nói muốn khiêu chiến giáo quan mới tới sao Ai chứ? Mẹ nó ai từng nói những lời đó hả? Con mẹ nó tôi nói vậy khi nào hả? Trương Phỉ hét lớn. Nói giỡn à, Khiêu chiến em gái anh đấy. Không thấy người ta chỉ dùng một tay nâng du thuyền nặng 10 tấn đi tới đây hả? Hơn nữa còn dẫm trên mặt nước đi tới đấy. Coi như không đề cập đến chuyện đi trên mặt nước mà chỉ nói riêng chuyện dùng một tay nâng du thuyền nặng 10 tấn kia thôi. Ở đây có người nào làm được hả? Đây có còn là con người sao? Trong mắt người ngoài, huyết sát đã là một đám quái vật. Bởi vì mỗi người trong số họ đều đã được tiêm một loại thuốc bí ẩn giúp kích thích tiềm năng trong cơ thể con người. Vì vậy mà tất cả bọn họ không có một người bình thường, tất cả đều là quái vật trong mắt người khác, tất cả đều là một đám biến thái. Nếu không thì sao Đao Ba có thể một mình giết chết cả trăm binh lính kia chứ? Cũng vì thế nên bọn họ mới không phục những giáo quan trước đây. Lại càng không phục những người bình thường kia nhưng bây giờ nhìn thấy Lạc Tú bọn họ mới biết bọn họ vẫn là người bình thường. So với Lạc Tú, bọn họ bình thường tới mức không thể bình thường hơn được nữa. Đào ba, không phải anh vừa nói muốn lên đấy sao? Cây búa nào nói vậy, ông đây nói câu đó khi nào hả? Đào ba cũng hoảng sợ vô cùng, trực tiếp mở miệng phủ nhận. Bọn họ vốn cho rằng Tô Lăng Sở đã quyết định buông tay với bọn họ rồi, vậy nên mới tìm một giáo quan nghe nói chỉ mới hơn 20 tuổi tới đây để người như vậy tới đây chẳng phải làm trò cười hay sao. Nhưng bây giờ bọn họ bị ai phát hiện quả thật là trò cười. Bọn họ đã trở thành một trò cười. Quỷ à, chẳng phải vừa rồi anh còn phàn nàn chưa tới phiên mình ra tay bao giờ sao? Ha ha, tôi chưa từng nghĩ tới loại chuyện này, chỉ bằng nhường cơ hội cho báo tử đi. Quỷ tóc dài lắc đầu như chống bỏi. Mà lúc này, cuối cùng giáo quan trương và tiểu ngô cũng đã lấy lại tinh thần, sau đó nhanh chóng chạy tới trước mặt Lạc Tú trong tư thế tiêu chuẩn nhất. "Giáo quan Lạc, thật xin lỗi, hai người trực tiếp xin lỗi. Là bởi vì dọc đường các anh đã xem thường tôi, hay là do đã nhìn thấy tôi ở đối diện khu đèn đỏ?" Lạc Tú nói. Lần này, hai người suýt thì bị dọa sợ hết hồn. "Sao Lạc Tú lại biết chuyện đó? Chẳng lẽ Lạc Tú cũng có thể đọc được suy nghĩ?" Chương 213, cùng lên một lượt đi. Thế nào? Không ai muốn ra tay sao? Lạc Tú ngậm điếu thuốc trong miệng, rất tùy ý liếc mắt nhìn huyết sát. Nếu không thì đội trưởng, anh lên đi, có người mở miệng nói, ném nồi cho huyết hổ. Vừa rồi một đám người còn tranh nhau muốn chỉnh đốn giáo quan mới tới, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã tôi đẩy anh anh đẩy tôi, không ai muốn bước lên. Mặc dù huyết hổ biết mình không thể đánh thắng nhưng lúc này cũng chỉ có thể đứng ra. Không vì bất cứ điều gì khác, mà bởi vì anh ta đã từng được Lâm Hóa Long tự mình chỉ bảo. Càng quan trọng hơn nữa là lúc này anh ta không thể sợ hãi, bởi vì anh ta là đội trưởng. Được rồi, các người đừng đùng đẩy tới lui làm gì. Tất cả cùng nhau lên một lượt đi, Lạc Tú rất dứt khoát phất tay. Giáo quan Lạc, câu này của anh có hơi ngung cuồng rồi đấy. Trương Phỉ nghe thế thì có chút bất mãn. Đánh không lại thì đánh không lại, nhưng lời nói của Lạc Tú lại là khinh thường toàn bộ huyết sát. Ngông cuồng sao, Lạc Tú cười cười. Các người không chỉ cùng lên một lượt mà tôi còn giúp các người một tay, thêm một điều kiện. Đó là tôi đứng yên ở chỗ này, nếu các anh có thể khiến tôi nhúc nhích nửa bước thì tôi sẽ lập tức xoay người rời đi. Ngông cuồng. Thật sự quá ngông cuồng rồi. Đây là nhận thức của mọi người về Lạc Tú. Giáo quan Lạc, mặc dù có thể nhìn ra được vừa rồi anh rất lợi hại nhưng huyết sát chúng tôi cũng không phải ăn chay. Huyết hổ nói một cách ngạo nghễ. Lạc Tú đang hoàn toàn làm nhục huyết sát bọn họ. Cùng lên một lượt, giúp bọn họ một tay. Đứng yên tại chỗ, tất cả những điều này đều là đang làm nhục huyết sát. Phải biết rằng ngay cả tổng giáo quan lâm của bọn họ lâm hóa long cũng không dám nói khoát như thế. Giáo quan lạc, tuy rằng trong tình huống một trọi một có khả năng chúng tôi đánh không lại anh. Nhưng có vẻ anh hơi xem thường huyết sát bọn tôi quá rồi. Lúc này Trương Phỉ cũng nói, muốn tôi coi trọng các anh cũng dễ thôi chỉ cần các anh có thể bày ra thực lực của mình cho tôi xem lạc tú khẽ cười nói được thôi vậy thì giáo quan lạc nếu như lát nữa anh thua thì chúng tôi cũng không yêu cầu anh rời đi anh chỉ cần rút lại những gì vừa nói và xin lỗi chúng tôi là đủ rồi huyết hổ trịnh trọng nói có thể lạc tú gật đầu các anh em lên huyết hổ giống lên đám người huyết sát lập tức xông lên từ đó có thể nhìn ra đám người quả nhiên là lính đặc chủng đã được huấn luyện bài bản. Thực lực của mỗi người đều không thua kém thực lực của những tên lính đánh thuê từng bắt cóc an ninh vũ lúc trước. Quan trọng hơn là những người này biết cách phối hợp và hiểu rõ việc triển khai chiến lược. Không giống như đám côn đồ chỉ biết lao vào đánh nhau như ong vỡ tổ. Thay vào đó, bọn họ biết tiến lùi một cách thích hợp và trật tự, biết phối hợp với nhau rất chặt chẽ. Nếu đổi lại là lạc tú trước kia, nói không chừng anh sẽ không dám nói những lời như thế nhưng bây giờ lạc tú đã đạt tới thức tỉnh tầng thứ hai anh thật sự có đủ thực lực và tự tin để nói ra những lời như vậy trương phỉ là người tấn công đầu tiên anh ta có thân thể cao lớn da dày thịt béo hơn nữa bởi vì đã tập luyện võ công từ nhỏ nên sức phòng ngự rất kinh người thậm chí sau khi được tiêm thuốc đặc hiệu tuy rằng còn kém chưa thể dùng thân thể đỡ đạn nhưng đao kiếm bình thường đã không thể tổn thương anh ta được nữa bàn tay to bằng chiếc quạt nắm thành nắm đấm lao thẳng về phía anh. Lấy cứng đối cứng, anh ta chưa bao giờ thua. Đến sắt thép còn có thể bị anh ta đấm lõm xuống một lỗ. Nhưng ngay một khắc anh ta cười khẩy, anh ta đã đánh trúng nắm đấm của Lạc Tú. Nắm tay đối nắm tay, Trương Phỉ có cảm giác như mình đã đánh vào một con nhím mọc đầy gai nhọt, cơn đau từ nắm tay truyền về khiến anh ta không nhịn nổi mà nhe răng trợn mắt sau đó anh ta phát hiện mình đột ngột bị một sức mạnh không biết từ đâu đánh bay ra ngoài mà ác quỷ không biết đã lẻn ra sau lưng lạc tú từ lúc nào trên tay anh ta xuất hiện hai con dao găm lóe lên ánh sáng xanh mờ ảo lao thẳng về phía cổ và eo của lạc tú tốc độ vô cùng nhanh anh ta luôn luôn tin tưởng một câu nói rằng trong thế giới võ thuật tốc độ chính là vua cũng bởi vì anh ta có sở trường về tốc độ cực nhanh cho nên mới được gọi là quỷ anh lão ốc sen sao? Quá chậm. Ngay khi những lời này vừa nói ra, anh ta đã bị đánh bay ra ngoài, thậm chí ngay cả cái gì đã đánh mình cũng chưa kịp nhìn rõ ràng. Huyết hổ gầm lên một tiếng, lao vọt về phía lạc tú với khí thế sát phạt máu tanh cực kỳ mạnh mẽ. Năm phút sau, trong huyết sát không có một ai còn đứng vững, toàn bộ đều nằm trên mặt đất. Mà lạc tú vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn xuống bọn họ. Các anh có ăn chay không? Có có còn muốn tôi xin lỗi các anh nữa không? Không muốn. Vậy các anh có phục không? Phục. Tôi không nghe rõ. Phục. Ngoại trừ phục thì bọn họ còn có thể nói gì? Tất cả huyết sát cùng lên một lượt, người ta chỉ dùng một cánh tay, thậm chí ngay cả chân cũng chưa xê dịch chút nào thì tất cả bọn họ đã bị đánh nằm dạp trên mặt đất rồi. Mỗi người trong số họ đều có sở trường không giống nhau. Có người chuyên về tốc độ, có người chuyên về sức lực, cũng có người chuyên về phòng ngự. Nhưng tất cả những thứ này đều không chịu nổi một kích trước mặt Lạc Tú. Đây là lần đầu tiên huyết sát nếm trải được cảm giác bị đả kích. Ngay cả trong trận chiến so tài giữa huyết sát và quân đao trước đây, bọn họ cũng chưa từng thua thảm như vậy. Trong mắt người ngoài, bọn họ là sự tồn tại chẳng khác nào quái vật. Nhưng trước mặt Lạc Tú, bọn họ lại bất lực như những đứa trẻ đối mặt với người trưởng thành. Nhớ kỹ, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng sau này huyết sát chỉ có thể nghe lệnh và tuân theo quyết định của một mình tôi lạc tú nói lạnh lùng đã hiểu tất cả đội viên huyết sát đồng thanh đáp bây giờ tất cả đứng lên hết cho tôi sau đó trở về ngủ lạc tú nói ngủ không phải huấn luyện mà lại là ngủ tuy rằng có rất nhiều người không hiểu nhưng vừa rồi lạc tú cũng đã nói sau này huyết sát chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của một mình anh tất cả mọi người ngoan ngoãn trở về ngủ giáo quan trương vẫn luôn đứng một bên nhìn suốt cả quá trình chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc tiểu ngô cũng khiếp sợ không thôi bọn họ thật sự muốn chạy tới trước mặt tô lăng sở hỏi ông ta rốt cuộc ông ta đã dùng mối quan hệ kinh khủng đến mức nào mới có thể mời một vị đại la thần tiên như vậy tới đây làm giáo quan đợi đến khi sóng gió ngừng thì gọi người tới đây đón chúng ta đi chúng ta trở về căn cứ bên kia được, giáo quan Trương chào theo kiểu nhà binh. À đúng rồi, giáo quan Lạc. Ở căn cứ bên kia có một số người mới rất tốt, tất cả đều có tiềm lực trở thành một thành viên huyết sát. Lúc này giáo quan Trương mở miệng nhắc nhở. Tôi biết rồi, đợi khi trở về rồi nói." Lạc Tú nói. Đồng thời, Lạc Tú lại nghĩ đến Sở Vân Hào. Nhà họ Sở hôm nay chắc chắn rất đau khổ nhỉ. Chương 214, ở đây tôi nói mới tính. Sở Vân Hào quả thực rất kích động, với tư cách là học sinh đã đạt được thành tích xuất sắc của Học viện Quân sự Kinh Nam, có thể nói anh ta là người có khả năng gia nhập huyết sát cao nhất trong số tất cả ứng cử viên lần này. Hơn nữa thầy dạy anh ta còn là phó giáo quan huyết sát giáo sư thường. Mặc dù giáo sư thường không phải quân nhân nhưng ông ta là người chịu trách nhiệm phát triển tiềm năng cơ thể các thành viên huyết sát, đồng thời cũng chịu trách nhiệm quan sát và nghiên cứu, thậm chí xây dựng các kế hoạch đào tạo. Có thể nói, Ông ta có tiếng nói rất lớn trong việc gia nhập huyết sát. Thế thì chuyện này gần như đã chắc chắn rồi. Bây giờ giáo quan mới tới còn đang ở trên đảo nhỏ bên kia, nghe nói buổi trưa hôm nay sẽ trở về. Đến lúc đó cứ giả vờ vô tình đi ngang qua, tôi sẽ dặn dò giáo quan mới tới kia hai câu. Cậu cứ yên tâm đi, dù thế nào thì giáo quan mới tới cũng phải cho tôi vài phần mặt mũi." Thường Chí Quốc vỗ vai Sở Vân Hào nói mặc dù thường trí quốc chỉ là giáo sư nhưng ông ta cũng có chút quyền nói chuyện trong huyết sát đương nhiên vấn đề tuyển chọn người mới vào huyết sát nếu nghiêm khắc mà xét thì thật ra thường trí quốc không có quyền phát biểu ý kiến nhưng thử nghĩ xem trong vấn đề làm thế nào để phát triển hợp lý tiềm năng cơ thể con người của huyết sát giáo quan mới tới không thể nào tránh được việc phải tham khảo ý kiến của ông ta chỉ cần là người hiểu chuyện một chút thì sẽ không thể không cho ông ta chút mặt mũi này Sở Vân Hào vội vàng nói cảm ơn. Sau đó nghĩ đến tình trạng hoang tàn và thê thảm hiện tại của nhà họ Sở thì không khỏi nắm chặt tay. Đây là hy vọng cuối cùng của anh ta, chỉ cần có thể tiến vào huyết sát thì anh ta vô cùng có khả năng quật khởi một lần nữa. Nói không chừng sau này còn có cơ hội báo thù. Lạc Tú, anh chờ đó cho tôi. Ngay khi Sở Vân Hào vừa nghĩ tới đây, cổng lớn của căn cứ đã được mở ra từ phía bên kia. Sau đó có hơn 10 người đàn ông cao lớn khí thế sát phạt ngập trời xếp hàng chỉnh tề đi vào. Chỉ cần nhìn bề ngoài đã có thể cảm giác được nhóm người kia đáng sợ, mỗi người trong họ đều giống như từng con sư tử mạnh mẽ và mãnh hổ hùng dũng vô cùng. Hai mắt sở vân hào sáng ngời, anh ta hít một hơi thật sâu, sau đó dùng sức bóp chặt nắm tay. Những người này là huyết sát sao? Lạc Tú, anh đợi đấy, chỉ cần tôi có thể gia nhập huyết sát thì sớm muộn gì cũng sẽ có ngày tôi tới tìm anh báo thù mấy ngày nay anh ta đã phải chịu đả kích quá nghiêm trọng. Mặc dù hôm đó Lạc Tú không hề nói gì nhưng anh ta vẫn cho rằng là do Lạc Tú đã ép cha anh ta giết em trai anh ta. Sau đó cha anh ta lại bị giết theo lệnh của Trương Đại Sư. Tan cửa nát nhà, nhà họ sở sụp đổ, anh ta từ một thiếu gia giàu có trong chốc lát không còn gì cả. Từ người mỗi bữa ăn có thể tiêu mấy trăm vạn trước đây biến thành kẻ không có lấy một trăm tệ trên người như bây giờ. Mấy ngày nay anh ta đã gầy đi rất nhiều, Mỗi ngày đều phải ăn những bữa cơm chỉ hơn 10 tệ một suất. Đó vốn chỉ là thứ dành cho đám dân đen ăn. Anh ta vừa sinh ra đã là cậu cả trong một gia đình quyền quý nhưng lại phải ngồi ăn cơm chung với đám dân đen đó. Sao anh ta có thể chịu được điều này? Mà tất cả những chuyện này đều do Lạc Tú làm hại. Nỗi hận này, thề không đội trời chung. Tới đây, cố gắng biểu hiện tốt một chút, tranh thủ để lại ấn tượng tốt cho giáo quan mới. Thường Trí Quốc cố ý dặn dò Sở Vân Hào đội ngũ huyết sát dừng lại ở sân huấn luyện, sau đó bốn ứng cử viên bao gồm cả sở Vân Hào cũng được đưa vào sân huấn luyện đứng ngay ngắn. Sau đó, một chiếc xe jeep quân sự lái đến. Sở Vân Hào tràn đầy chờ mong ngóng nhìn theo chiếc xe jeep kia cho tới khi nó dừng hẳn. Cửa xe mở ra. Trong đầu Sở Vân Hào bỗng nhiên nổ vang một tiếng, sau đó hoàn toàn trống rỗng. Lạc Tú, lại là Lạc Tú. Giờ khắc này, Sở Vân Hào mới thật sự cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Cái gì gọi là hy vọng hoàn toàn bị nghiền nát? Tại sao vậy? Làm sao có thể như thế? Tại sao lại là lạc tú? Tại sao anh ta đi tới đâu cũng gặp lạc tú? Lạc tú chậm rãi xuống xe, sau đó nhìn thoáng qua bốn người trẻ tuổi trước mặt. Thường chí quốc bước tới tự giới thiệu một phen, lạc tú gật đầu xem như đáp lại ông ta. Ngay lập tức, một sấp tài liệu được đưa cho lạc tú. Sau đó anh bắt đầu đánh giá bốn người trước mặt. Cuối cùng, ánh mắt của anh dừng trên người Sở Vân Hào. Ngoài anh ta ra, những người khác đều có thể trở về rồi. Một câu của Lạc Tú đã hoàn toàn đẩy Sở Vân Hào vào cơn ác mộng và vực thẳm. Bởi vì Lạc Tú đang nhìn anh ta nhưng tay lại chỉ vào một người khác. Người kia là người kém cỏi nhất trong bốn người họ. Anh ta tên Vệ Tử Thanh, thật ra khi anh ta tới đây, anh ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được tuyển vào huyết sát. Bởi vì anh ta thực sự là người kém cỏi nhất trong số những người còn lại. Hơn nữa anh ta còn sinh ra ở nông thôn, không quyền không thế, cũng không có bất kỳ mối quan hệ hay bối cảnh nào. Vậy nên anh ta vốn không ôm quá nhiều hy vọng. Nhưng kết quả lúc này lại khiến anh ta rất ngạc nhiên. Giáo quan lạc, anh ta là người kém cỏi nhất trong số những người này. Thường trí quốc cũng sừng sốt, sao lạc tú lại chọn người tệ nhất chứ? Còn nữa, giáo quan lạc à, để tôi giới thiệu cho anh một người. Đây là sở vân hào, là người ưu tú nhất trong nhóm ứng cử viên lần này ẩn ý trong câu nói của thường trí quốc đã quá rõ ràng chỉ còn kém chưa nói toẹt ra miệng mà thôi tôi đã nói anh ta ở lại còn những người khác đều rời đi không phải lạc tú nghe không hiểu nhưng anh hiểu thì đã sao anh muốn người nào ở lại thì người đó ở lại anh muốn người nào đi thì người đó phải đi không phải vậy giáo quan lạc à anh xem có thể cho tôi một chút mặt mũi không thường trí quốc nhỏ giọng nói cũng đồng thời nói thẳng. Mặt mũi, chúng ta có quen không? Ông dựa vào đâu mà chạy tới chỗ tôi đòi mặt mũi? Lạc Tú không nể tình chút nào. Những lời này khiến Thường Trí Quốc lập tức sượng mặt không còn chỗ trốn. Sững sờ một lúc lâu, Thường Trí Quốc mới mở miệng nói với vẻ mặt u ám. "Giáo quan Lạc à, tôi cũng chỉ muốn cho anh một lời khuyên mà thôi. Người ưu tú nhất thì anh không chọn, trái lại cứ khăng khăng phải chọn người tệ nhất là lý do gì?" lý do lạc tú chế nhạo ông muốn lý do gì tôi nhìn anh ta không vừa mắt cho nên không chọn anh ta anh ta đắc tội tôi nên tôi không chọn anh ta không phải đây là chuyện rất bình thường sao lạc tú nói không chút khách khí ông có thể hỏi anh ta đây không phải chuyện anh ta hay làm nhất đấy sao chỉ cần anh ta không vừa mắt người nào thì sẽ cố tình làm khó dễ đối phương tôi chỉ không sử dụng các phương pháp của anh ta mà thôi lạc tú chế nhạo giáo quan lạc, đây là việc công, không có chỗ cho những ân oán cá nhân của riêng anh xen vào. Thường trí quốc chỉ trích. Ồ, việc công. chương 215, thân thể thanh đế trường sinh những lời này vừa thốt ra, toàn bộ hiện trường lập tức chìm vào im lặng. Trương phỉ vừa muốn mở miệng mắng đã bị huyết hổ ngăn lại. Tuy bọn họ đã thừa nhận Lạc Tú là giáo quan huấn luyện của bọn họ, lúc này có người dám mắng Lạc Tú như vậy thì hiển nhiên bọn họ sẽ trực tiếp đánh chết đối phương nhưng huyết hổ vẫn muốn chờ xem lạc tú sẽ giải quyết chuyện này thế nào anh ta muốn quan sát tính tình của lạc tú một chút nói cho cùng thì sau này lạc tú sẽ là người trực tiếp dẫn dắt bọn họ nếu tính cách anh quá mềm yếu sẽ rất dễ dẫn bọn họ đi lệch hướng lạc tú không nổi giận mà chỉ nhìn trên dưới sở vân hào một vòng đầy hứng thú đúng vậy sở vân hào đã hoàn toàn suy sụp vốn dĩ tiến vào huyết sát là hy vọng cuối cùng của anh ta anh ta mong đợi như những ngôi sao trông chờ mặt trăng nhưng thứ anh ta mong đợi được lại là lạc tú hết lần này đến lần khác đều là lạc tú rất tuyệt vọng nhỉ lạc tú chậm bước lên trước nhìn sở vân hào nhưng đây còn chưa phải chuyện tuyệt vọng nhất đâu lạc tú đột nhiên nói thêm đúng vậy tiếp trước sau khi bị sở vân hào hại đến mức cửa nát nhà tan khi đó anh còn gặp những chuyện tuyệt vọng hơn thế này nhiều đó là sống như một con chó lạc tú sẽ không trực tiếp giết sở vân hào anh muốn trả lại tất cả những gì mà Sở Vân Hào đã ban cho anh ở kiếp trước. Từng chút từng chút một, cho đến khi trả lại hết tất cả. Bịch, Lạc Tú chỉ dùng ngón tay điểm nhẹ một cái, đầu gối và chân của Sở Vân Hào đã hoàn toàn đứt gãy, xương bắp chân cũng hoàn toàn vỡ vụn. A à, à, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lạc Tú lại vươn ngón tay, xương cẳng tay của Sở Vân Hào cũng hoàn toàn vỡ nát. Cuối cùng, Lạc Tú lại dùng một tay đè lên lưng Sở Vân Hào, một luồng năng lượng mạnh mẽ xuyên thẳng vào cơ thể Sở Vân Hào. Ngay một khắc luồng năng lượng kia tiến vào trong cơ thể, tiếng hét thảm thiết của Sở Vân Hào khiến da đầu của những người có mặt ở đây đều run lên. Ngay cả đám Trương Phỉ cũng cảm thấy có chút tê dại. Huyết hổ lại càng có cảm giác kinh hồn bạt vía. Kẻ sĩ có thể giết nhưng không thể làm nhục. Giết người chẳng qua chỉ là đầu rơi xuống đất mà thôi. Nhưng Lạc Tú lại đang giày vò Sở Vân Hào chẳng khác nào một ác ma nhìn sở vân hào không ngừng lăn lộn trên mặt đất khuôn mặt vặn vẹo đến cực hạn toàn thân nổi đầy gân xanh dù muốn chết nhưng lại không có cách nào tự sát bởi vì ngay trong khoảnh khắc tiếp theo lạc tú đã đập vỡ chiếc răng cuối cùng của anh ta rồi ngay cả cắn lưỡi tự sát cũng không làm được loại đau đớn đó khiến huyết hổ có xúc động muốn bước lên cho sở vân hào chết thoải mái một chút nhưng anh ta không dám lúc nỗi đau này phát tác Tất cả gân và khớp xương trong cơ thể sẽ bị lệch vị trí. Cứ mỗi 7 ngày nó sẽ phát tác một lần. Không phải anh rất hận tôi sao? Vậy thì hãy cố gắng sống sót cho tốt, tôi chờ anh tới tìm tôi báo thù." Lạc Tú ngồi xổm xuống nói bên tai Sở Vân Hào. Anh không cho rằng một người bình thường như Sở Vân Hào có thể chịu đựng được loại tra tấn này. Đây vốn là thủ đoạn chuyên dùng để bức cung ở tiên giới, cũng bởi vì quá đau đớn mà rất nhiều người tu tiên cũng không vượt qua nổi bây giờ lạc tú dùng nó lên người sở vân hào vì để ngăn sở vân hào tìm tới cái chết cũng cho sở vân hào một động lực khác để sống đó là tìm anh báo thù nhưng sở vân hào có năng lực kia sao dù cho anh ta một ngàn năm hay một vạn năm cũng không thể nào nhưng sở vân hào lại thật sự ngu ngốc tin vào điều đó vì mục đích này mà không ngừng sống trong đau đớn và tra tấn không ngừng sống như một con chó đám người huyết sát nhìn thấy mà sau lưng toát mồ hôi lạnh Thật là đáng sợ, cũng thật độc ác. Nhiều người đột nhiên sinh ra ý nghĩ sau này nhất định không được chọc tức Lạc Tú. Bởi vì Lạc Tú có thể khiến bạn sống mà còn đáng sợ hơn cả chết. Ném anh ta ra ngoài cho tôi, đừng giết chết." Lạc Tú nói xong, Huyết Hổ lập tức tiến lên ôm Sở Vân Hào định ném ra ngoài. Nhưng Huyết Hổ phát hiện ngay cả mình cũng có chút run rẩy, bởi vì Sở Vân Hào đã bị tra tấn thành người tàn phế rồi dù cho thường ngày anh ta là người ngay cả chết cũng không sợ thì vào lúc này vẫn cảm thấy có hơi sợ hãi sống như thế này còn không bằng chết đi có lẽ chết lại là một loại may mắn mà thường trí quốc tuy rằng cũng sợ nhưng chỉ lạnh lùng liếc nhìn lạc tú một cái rồi phải tay áo bỏ đi ông ta cũng muốn nhìn thử xem hôm nay lạc tú đã đắc tội ông ta thì sau này sẽ huấn luyện huyết sát thế nào dù sao ông ta cũng sẽ không giúp huyết sát nữa đã không có ông ta thì đừng nói 3 tháng sau huyết sát sẽ đi thi đấu, chỉ sợ sau 3 tháng thực lực của bọn họ sẽ trực tiếp thụt lùi. Ngược lại, vệ tử thanh bước lên hỏi với vẻ nghi hoặc. Giáo quan lạc, tuy rằng rất cảm ơn anh nhưng tôi vẫn còn có chút không hiểu. Vệ tử thanh thực sự cảm ơn lạc tú. Anh ta sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng lạc tú lại chấp nhận cho anh ra cơ hội một bước lên trời. Hiện tại anh không yêu tú nhưng không có nghĩa là tương lai anh không yêu tú, tôi rất coi trọng anh lạc tú cười cười trương phỉ đưa anh ấy đi làm quen hoàn cảnh đi lạc tú vỗ vỗ bả vai vệ tử thanh không ưu tú nếu đặt trong môi trường của trái đất vệ tử thanh quả thực rất bình thường nhưng nếu đổi thành nơi khác thì có thể nói vệ tử thanh là người ưu tú nhất ngay cả người của huyết sát cũng không thể so với anh ta được bởi vì thân thể của vệ tử thanh lại là thanh đế trường sinh loại thể chất này nếu đặt trong giới tu tiên sợ rằng dù các thế lực lớn phải tranh nhau đến vỡ đầu bể chán cũng muốn cướp về tay. Không biết có bao nhiêu lão tổ, thánh địa, thần triều sẽ lấy ra tiên khí đánh nhau chỉ để mời anh ta. Lạc Tú nhớ, đã từng có một người có được thân thể thái huyền yếu hơn thân thể thanh đế trường sinh một chút xuất hiện ở tiên giới. Lúc ấy, tất cả các thế lực lớn như bất lạc thần triều, thánh địa vũ hóa, bất diệt trí tôn, gần như nhấc lên gió tanh mưa máu khắp tiên giới chỉ để cướp đoạt thân thể thái huyền kia. Nếu thân thể Thanh Đế trường sinh thật sự xuất hiện ở tiên giới, vậy chẳng phải sẽ hoàn toàn điên cuồng rồi sao? Hơn nữa được đích thân anh dẫn dắt trên con đường tu luyện, thành tựu sau này của anh ta chắc chắn sẽ không thể đo lường. Cho dù là ở tiên giới cũng có thể trở thành một người khổng lồ uy chấn một phương, có khả năng bảo vệ một thế lực mãi mãi trường tồn. Lạc Tú cũng không ngờ vận may của mình lại tốt như vậy, không công nhặt được một thân thể Thanh Đế trường sinh. Trái lại sau khi quay về, huyết hổ đã đi tìm lạc tú. Giáo quan lạc, hôm nay anh đắc tội giáo sư thường như thế, tôi sợ sau này ông ta sẽ không phối hợp huấn luyện với chúng ta. Huyết hổ nhắc nhở, suy cho cùng thì việc huấn luyện vẫn cần phải có những phương pháp khoa học và hiệu quả, đồng thời tiềm năng trong cơ thể bọn họ cũng cần giáo sư thường quan sát và nghiên cứu thường xuyên, từ đó lập ra những kế hoạch và thay đổi tương ứng. Nhưng lạc tú lại lắc đầu, anh đã có kế hoạch riêng cho vấn đề này rồi sau này chúng ta không cần ông ta phối hợp hãy nhớ kỹ sau này các anh chỉ cần làm theo những gì tôi nói là được huyết hổ muốn phản bác nhưng nghĩ đến kết cục của sở vân hào anh ta lại nuốt ngược lời muốn nói trở về anh ta không muốn trở thành sở vân hào thứ hai đâu chỉ cần nghĩ đến tiếng kêu rên thảm thiết của sở vân hào khi đó anh ta đã cảm thấy dùng mình sợ hãi nhưng anh ta vẫn có chút nghi ngờ về phương pháp huấn luyện của lạc tú Suy cho cùng thì bản thân anh lợi hại không đồng nghĩa anh dạy người khác cũng lợi hại như vậy. Hơn nữa mấy hôm nay Lạc Tú ở trên đảo, luôn để cho bọn họ ngủ, thấy thế nào cũng có chút không đáng tin. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 216: Gặp chuyện không may. Địa vị của Quan Tuyết Di ở huyết sát có hơi đặc biệt, cô ta không phải là thành viên chính thức của huyết sát, cũng không phải lực lượng đặc biệt. Nhưng cô ta lại được huấn luyện với đám người ở đây, đồng thời còn mang danh là cố vấn huyết sát. Thứ nhất là bởi vì cô ta là con gái của Tư lệnh quân khu Hoa Đông, mọi người không nể mặt cô ta thì cũng phải nể mặt ba cô ta. Thứ hai, cô ta là học trò của Lâm Hóa Long. Thân phận này vô cùng lớn, bởi vì Lâm Hóa Long là một huyền thoại và hiếm khi nhận đệ tử. Có thể trở thành đệ tử của Lâm Hóa Long mà còn là một cô gái, điều này cho thấy cô ta rất có thiên phú và tài năng vượt trội chỉ cần có hai thân phận này, dù cô ta chỉ mới ngoài 20 nhưng những giáo quan huấn luyện ở huyết sát đều sợ cô ta. Trong nhiều trường hợp, lời của cô ta còn có uy lực hơn của thường trí quốc. Thậm chí những giáo quan huấn luyện trước đó không thể ở lại một phần cũng là do cô ta. Chuyện đoàn văn, cô ta luôn cho rằng huyết sát là một tay sư phụ của mình dạy dỗ ra, không ai ngoài sư phụ của cô ta có đủ tư cách để dạy huyết sát. Chính vì vậy mà cô ta đã cầm đâu lôi kéo huyết sát làm khó những giáo quan huấn luyện trước đó, cũng đã thành công đuổi đi không biết bao nhiêu người. Lần này cô ta còn chưa kịp làm thì đối phương đã cho thường trí quốc một cái tát vào mặt, làm sao cô ta có thể chịu đựng được. Vì vậy mới hùng hổ đi tới. Quan tuyết di chạy đến sân tập đi một vòng, sau khi phát hiện không có ai ở đây thì liền giận dữ hết vào bộ đàm. Huyết hổ, mấy anh không huấn luyện mà làm cái gì đấy. Ngủ. Huyết Hồ cũng rất khó hiểu, ban ngày ban mặt thì ngủ cái gì chứ? Giờ này anh ta phải đang ở ký túc xá đọc sách mới đúng. Anh ta vẫn luôn giữ thái độ nghi ngờ với phương pháp huấn luyện của Lạc Tú, hay nói cách khác, toàn bộ người của Huyết Sát vẫn nghi ngờ, chỉ có người mới như Vệ Tử Thanh mới thực sự ngủ. Ngủ, Quan Tuyết Di tức muốn nổ phổi khi nghe thấy từ này. Ban ngày ban mặt mà các anh lại ngủ? Là giáo quan huấn luyện Lạc mới đến đã ra lệch, nói đây là huấn luyện huyết hổ không dám đắc tội quan tuyết di mặc dù quan tuyết di là một cô gái nhưng nếu cô ta thực sự muốn ra tay huyết hổ chưa chắc đã có thể đánh bại cô ta ngủ huấn luyện ha ha em rất tò mò trong đầu giáo quan huấn luyện mới này nghĩ cái gì ngủ cũng có thể huấn luyện sao quan tuyết di càng tức giận em đi tìm anh ta quan tuyết di nói xong thì đi khỏi lúc này huyết hổ mới hoảng sợ hơn nữa vừa rồi hai người họ nói trên bộ đàm nên những người khác đều nghe thấy lời của hai người anh ta cảm thấy sẽ xảy ra chuyện nên vội vàng chạy ra ngoài lạc tú lúc này đang ngồi trong văn phòng lật xem tài liệu loại gen mà huyết sát tiêm vào máu là một chất lỏng bí ẩn từ côn lôn có thể thay đổi gen và tiềm năng của cơ thể con người cha của an linh vũ giáo quan huấn luyện an đã nghiên cứu về cái này nhưng ông ta đã bị bắt cóc trong một lần ra nước ngoài khảo sát nghe nói bây giờ vẫn chưa được cứu. Chuyện này đều là chuyện của cấp trên, Lạc Tú không thể can thiệp. Nhưng Lạc Tú biết Côn Lôn là một nơi bí ẩn, nghe nói đó là võ đường của Tây Vương mẫu thời thượng cổ. Một nơi có tổ long chấn giữ. Nhiều người cho rằng Tây Vương mẫu và tổ long đều là bịa đặt. Tiếp trước Lạc Tú cũng tưởng đó chỉ là lời đồn. Nhưng từ khi nhảy khỏi núi Thái Sơn và đến giới Tu Tiên, anh mới phát hiện rất nhiều truyền thuyết trên đời đều không phải là không có căn cứ, ở tiên giới cũng có Tây Vương Mẫu, nhưng được xưng là giao trì nữ đế. Nghĩ theo cách này, chất lỏng bí ẩn đó có lẽ có liên quan đến việc tu luyện của mấy người tu tiên. Lạc Tú còn định chờ tu vi cao hơn một chút thì đến Côn Lôn để tìm hiểu. Tiếp trước anh là tiên tôn, không có chỗ nào là không thể đi, nhưng hiện tại thực lực của anh còn chưa khôi phục, Lạc Tú cũng không dám mạo hiểm tìm hiểu. Có điều là những người của huyết sát này đều bị ảnh hưởng bởi lâm hóa long nên họ chỉ tập trung vào việc rèn luyện thân thể, cũng không tận dụng huyết chất lỏng bí ẩn này. Lạc Tú cảm thấy nếu phương pháp tu luyện cơ bản ở giới tu tiên được truyền lại, thì sức mạnh của huyết sát sẽ tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp mấy lần. Chỉ là những người này quanh năm huấn luyện khiến chất lỏng trong cơ thể phân tán, Lạc Tú hiện giờ yêu cầu những người này ngủ trước, sau đó lại từ từ tập hợp lại chất lỏng thần bí. Sau khi đợi chất lỏng tích tụ lại, Lạc Tú có thể truyền thụ cách tu luyện, sau đó huấn luyện huyết sát. Nói cách khác thì tức là trước đây Lâm Hóa Long dạy bọn họ kỹ năng quyền cước, còn bây giờ Lạc Tú dạy họ cách tu hành. Chỉ là vào lúc này, cửa phòng Lạc Tú đột nhiên bị đẩy ra. Lạc Tú cao mày, nhìn thấy người đứng ngoài cửa là một cô gái chừng 20 tuổi, buộc tóc đuôi ngựa, dáng người rong rỏng, mặc quân phục. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn vào cô gái này là vô cùng anh dũng oai hùng nếu không phải đang đen mặt thì nhất định vô cùng xinh đẹp anh là giáo quan mới tới lạc tú quan tuyết di nhíu mày nhìn lạc tú đang ngồi ở bàn đây là muốn làm cái gì sao giáo quan của huyết sát lại càng ngày càng kém đi thế này một chàng trai trẻ tuổi trạc tuổi cô ta cũng có thể làm giáo quan của huyết sát lần sau vào thì phải gõ cửa trước lạc tú cũng không thích sự thô lỗ của quan tuyết di đừng dùng quân quy lên người tôi tôi cũng không phải người dưới trướng của anh tuy huyết sát là bộ đội đặc trùng nhưng cũng không quản lý như bộ đội đặc trùng tôi là giáo quan cố vấn của huyết sát tôi hỏi anh sao anh vừa tới mà đã đắc tội với giáo sư thường quan tuyết di tiến lên hỏi tội ha ha lạc tú cười nhưng là cười khẩy tôi đắc tội với ai cần báo cáo với cô sao tôi tặng cô một chữ cút anh ra vẻ phải không tôi thật muốn xem anh có thể lợi hại tới nhường nào Tinh khí của quan tuyết si không được tốt lắm. Cô ta là đồ đệ của lâm hóa long, từ trước tới nay đã bao giờ bị người khác quát vào mặt như thế này đâu? Lại dám bảo cô ta cút đi? Mấy giáo quan trước đó có ai là không nể mặt cô ta chứ? Vậy mà một giáo quan mới tới lại dám bảo cô ta cút? Nếu hôm nay cô ta không dạy cho người này một bài học, cô ta không thể nuốt trôi cục tức này. Lúc này đám người huyết hổ cũng chạy tới, bọn họ không lo lắng lạc tú sẽ gặp nạn mà chỉ lo lắng cho Quan Tuyết Di. Lạc Tú giờ đã trở thành một ác ma trong mắt đám người huyết sát. Dù là kỹ năng hay tính tình cũng đều vô cùng đáng sợ. Mặc dù Quan Tuyết Di có chút kiêu căng nhưng bản tính không xấu, vô cùng chăm sóc mấy người ở huyết sát. Khi huyết sát ra ngoài thực hiện nhiệm vụ và huấn luyện, việc hậu cần đều do Quan Tuyết Di lo liệu, nhưng nếu hôm nay Quan Tuyết Di chọc giận Lạc Tú thì chuyện này không dễ giải quyết. Chương 217, tôi đã cho cô đi chưa? Tốc độ của mấy người huyết hổ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới văn phòng của Lạc Tú. Lúc này, quan tuyết di đang chuẩn bị động thủ. Nhìn thấy cảnh này, mồ hôi lạnh huyết hổ chảy ròng ròng. Anh ta xài bước về phía trước và giữ chặt quan tuyết di. Tuyết di, em làm gì vậy? Huyết hổ kéo quan tuyết di lùi lại mấy bước. Làm gì sao? Em muốn đích thân lĩnh giáo năng lực của giáo quan mới này. Quan tuyết di hung hăng nói, vẻ mặt không phục. Giáo quan lạc, em tuyết gì không hiểu chuyện, anh đừng so đo với em ấy. huyết hổ sợ đến mức tái mặt. gì mà em không hiểu chuyện, còn muốn anh ta không so đo với em. quan tuyết di nhướng mày, vô cùng bất mãn. cô ta không so đo với lạc tú thì thôi, còn muốn lạc tú đừng so đo với cô ta. nhưng huyết hổ nghe thấy lời này thì gấp tới muốn khóc. bà cô của tôi ơi, xin cô bớt nói vài lời có được không? bây giờ cô đang đặt một chân vào cổng quỷ môn quan rồi đó. Vậy mà còn muốn lĩnh giáo. Người kia mà thật sự ra tay, sau khi chết em đến gặp Diêm Vương, ông ta hỏi em tại sao lại chết thì em còn không trả lời được. Sau đó huyết hổ nhanh chóng nháy mắt với mấy người Trương Phỉ. "Em Tuyết Di, em cho bọn anh chúc thể diện, chúng ta đi trước có được không?" Trương Phỉ nói nhỏ bên tai Quan Tuyết Di. "Đúng vậy, em Tuyết Di, chúng ta đi trước, lát nữa bọn anh sẽ nói rõ với em." Ác quỷ cũng ghé vào tai Tuyết Di nói bọn họ đều sợ quan tuyết di lại nói sai khiến lạc tú tức giận được vậy hôm nay tôi sẽ nể mặt bọn họ mà tha cho anh quan tuyết di khoanh tay hừ lạnh một tiếng sau đó cô ta định xoay người rời đi trong khi huyết hổ vẫn khom lưng với lạc tú tỏ vẻ xin lỗi nhưng ngay lúc mấy người chuẩn bị rời đi một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên đứng lại tôi đã cho cô đi chưa giọng nói của lạc tú từ phía sau truyền đến khiến mấy người huyết hổ vừa mới thở phào nhẹ nhõm lại sợ hãi đến dựng cả tóc gáy. Quan tuyết di lúc này đã hoàn toàn tức điên lên. Ha, anh thực sự nghĩ mình giỏi lắm sao? Nếu tôi không nể mặt mấy người huyết hổ, anh nghĩ tôi sẽ... Vèo! Một tờ giấy A4 từ trước mặt lạc tú bay ra, nhanh đến mức không ai có thể nhìn thấy. Mà quan tuyết di chỉ cảm thấy cổ trượt lạnh, lúc quan tuyết di chạm vào, tay cô ta đã đầy máu, không biết từ khi nào trên cái cổ trắng nõn đã xuất hiện một vết cắt. Máu ồ ạt chảy ra. Điều quan trọng nhất là tờ giấy A4 ghim thẳng vào bức tường xi măng phía sau mọi người, ít nhất một nửa tờ giấy A4 bị mắc kẹt vào bức tường xi măng. Mấy người huyết hổ toát mồ hôi lạnh. Quan tuyết si ngây người nhìn cảnh này, sau đó không nhịn được thốt lên. Tông sư. Trước kia quan tuyết si vẫn luôn ở bên cạnh Lâm Hóa Long, Lâm Hóa Long cũng truyền cho cô ta một số công phu dù mới ngoài 20 nhưng cô ta đã sớm luyện ra cái gọi là nội kinh. Lâm Hóa Long đã từng nói cô ta là một thiên tài trăm năm khó gặp. Đó là lời của Lâm Hóa Long, huyền thoại của một thế hệ. Người được ông ta gọi là thiên tài thì ắt phải có tài năng vô cùng xuất chúng. Vì vậy quan tuyết si luôn kiêu ngạo, nhìn ai cũng ra vẻ mình giỏi hơn người ta. Nhưng thực lực của cô ta đúng là không tồi, ý vào việc có nội kình nên cho dù người ở huyết sát tranh tài với cô ta thì cũng không thể thắng được cô ta vì vậy cô ta cho rằng mình có đủ tư cách và bản lĩnh để xem thường lạc tú nhưng bây giờ cô ta cảm thấy bản thân mình nhầm rồi người thanh niên trước mặt lại là một tông sư dùng giấy làm bị thương người một hơi giết người tông sư điều này khiến niềm kiêu ngạo bao năm của quan tuyết di bị đả kích nhớ kỹ không có lần sau lần tiếp theo có thể đầu sẽ không còn trên cổ nữa lạc tú lạnh lùng nói quan tuyết di sửng sốt một hồi cuối cùng cúi đầu nói tôi xin lỗi tôi rút lại lời nói trước đây và xin lỗi vì thái độ trước đây của mình trước mặt tông sư cho dù lâm hóa long thì cũng phải lễ phép vài phần cho dù cô ta có kiêu ngạo đến đâu thì cũng không thể thách thức tông sư nhưng trong lòng quan tuyết di vẫn còn nghi ngờ Sư phụ Lâm Hóa Long của cô ta đã từng nói với cô ta rằng trên đời này không thể có ai hơn 20 tuổi đã là tông sư. Lẽ nào giáo quan Lạc trước mặt này cũng là do được tiêm loại gen bí ẩn kia sao? Nhưng cho dù hiện tại giáo quan Lạc không phải tông sư thì cũng có thực lực của một tông sư. Cho nên dù quan Tuyết Di có không phục thì cũng chỉ có thể cúi đầu xin lỗi. Nhưng giáo quan Lạc Tú, tôi còn thắc mắc một chuyện. Thái độ của quan Tuyết Di lúc này đã tốt hơn rất nhiều nói đi lạc tú không phải là người hay so đo chỉ cần đối phương thay đổi lạc tú sẽ không chấp nhận nữa dù sao thì anh cũng là quý vi tiên tôn không so đo với người thường giáo quan lạc tú tôi không hiểu lắm về phương pháp huấn luyện của anh nào có giáo quan nào lại để người khác ngủ vào ban ngày quan tuyết di hỏi kỳ thật trong lòng cô ta còn một lời chưa nói đó là giáo quan lạc rốt cuộc anh có biết huấn luyện không trên thực tế không chỉ quan tuyết di muốn hỏi câu này mà mấy người huyết hổ cũng muốn hỏi câu này. Lạc Tú Mạnh là một chuyện, nhưng điều đó không đại biểu cho việc anh biết huấn luyện, dù sao thì thực lực và huấn luyện cũng là hai thứ khác nhau. Nào có ai huấn luyện lại để người khác ngủ mỗi ngày chứ? Cứ như vậy có lẽ còn chẳng nói đến tiến bộ, có khi bọn họ còn thụt lùi. Vấn đề này mấy người không cần quan tâm, chỉ cần làm theo phương pháp của tôi là được. Lạc Tú không muốn giải thích cái gì, dù sao thì có giải thích thì đám người này chưa chắc đã hiểu nhưng giáo quan lạc, phương pháp của anh không khoa học. Quan tuyết di si vặn lại. Giáo quan lạc, anh đừng nóng giận, thật ra chúng tôi đều cảm thấy khó hiểu, dù sao thì ai cũng không tin mỗi ngày ngủ thì thực lực có thể tăng lên. Huyết hổ lúc này cũng nói. Vậy thì anh đi gọi vệ tử thanh qua đây. Lạc tú lười giải thích, nhưng cũng không dùng bạo lực bắt mấy người này nghe lời. chương 218, cậu có tin trên đời này có thần không? Nghe Lạc Tú nói xong, sắc mặt của mấy người huyết hổ đều thay đổi thậm chí một số không kìm được còn muốn phản bác không phải bọn họ không tôn trọng lạc tú nhưng lời của lạc tú không tôn trọng bọn họ phải biết vệ tử thanh là người mới thậm chí còn chưa được tiêm huyết thanh vào gen nói cách khác bây giờ vệ tử thanh chỉ là một người bình thường một người bình thường mà muốn vượt qua bọn họ hoàn toàn vô lý giáo quan lạc anh nghiêm túc sao quan tuyết di nghi ngờ hỏi lạc tú trông tôi có giống đang nói đùa không? Lạc Tú nói. Mà bản thân vệ tử thanh cũng có chút sợ hãi, những người trong huyết sát ai mà không trải qua hàng trăm trận chiến, mỗi ngày đều phải trải qua huấn luyện khổ cực chứ. Bàn về tốc để, thể lực hay kinh nghiệm chiến đấu, những người này đều hơn người bình thường gấp trăm lần. Giáo quan lạc, trong quân đội không thể nói đùa, quan tuyết di lại nhắc nhở. Chúng ta cứ chờ xem, lạc tú trực tiếp đưa ra quyết định. Sau khi mấy người quan tuyết di rời đi, vệ tử thanh bị bỏ lại ở đây vệ tử thanh vẫn mang theo sự chất phác của một người thôn quê đứng trước mặt lạc tú trong lòng anh ta có chút bất an giáo quan lạc tôi 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 có thể không được đâu tôi nghĩ mình sẽ làm anh thất vọng vệ tử thanh lắp bắp nói hiện tại anh ta cảm thấy áp lực quá lớn nhưng anh ta không muốn khiến lạc tú mất mặt dù sao thì lạc tú cũng đã cho anh ta cơ hội vào huyết sát anh ta vẫn đang nghĩ cách trả ơn cho lạc tú lạc tú cũng nhìn ra áp lực của vệ tử thanh vậy nên sau khi an ủi vài câu anh lại lên tiếng không thành vấn đề chỉ cần cậu nghe lời là được lạc tú có vẻ rất tự tin nhưng tôi không sao tôi quên mất cậu không tiêm huyết thanh cho nên không cần ngủ lạc tú cười nói giáo quan lạc khi nào thì tôi được tiêm huyết thanh vệ tử thanh hỏi người ta đồn chỉ cần gia nhập huyết sát sau đó tiêm huyết thanh có thể cải tạo gen vào thì tiềm năng của bản thân sẽ được kích phát. Cậu ư, lạc tú cười. Cậu không cần. Nói đùa ư, thân thể thanh đế trường sinh còn cần tiêm huyết thanh làm gì? Vậy giáo quan lạc, khi nào thì chúng ta bắt đầu huấn luyện. Vệ tử thanh cảm thấy kế tiếp nhất định sẽ được huấn luyện vô cùng khổ cực. Không vội, đi thôi, trước tiên tôi đưa cậu đi ăn cái gì ngon. Lạc tú vỗ vai vệ tử thanh. Còn quan tuyết gì? Huyết Hổ và những người khác đều đã về ký túc xã. Nửa tháng, giáo quan mới của chúng ta đúng là cái gì cũng dám nói. Quan Tuyết Di chế nhạo. Tuy tôi rất kính nể giáo quan Lạc, nhưng nghiêm túc mà nói, những gì giáo quan Lạc nói hôm nay thật là điên cuồng. Nửa tháng, nửa tháng có thể đánh bại tất cả chúng ta. Tôi huấn luyện ngày đêm hơn 10 năm là vô ích sao? Trương Phỉ có chút bất mãn nói. Đội trưởng, anh nghĩ chuyện này có thể không? Ác quỷ hỏi huyết hổ lắc đầu sau đó thở dài nói thật đừng nói nửa tháng thậm chí nửa năm cũng không thể huyết hổ cuối cùng cũng bày tỏ suy nghĩ thật của mình trước mặt lạc tú huyết hổ không nói gì nhưng bây giờ huyết hổ vẫn nói ra dù sao thì cũng không ai tin vào chuyện này tôi nhớ tên vệ tử thanh kia hình như vẫn chưa tiêm huyết thanh đúng không đúng vậy tuyết di sao em không đến chỗ giáo sư thường lấy huyết thanh huyết hổ mở miệng nói dù sao thì hôm nay lạc tú cũng đã đắc tội với giáo sư thường vậy nên bây giờ không tiện chạm mặt nếu lạc tú đi giáo sư thường chắc chắn sẽ không cho lạc tú huyết thanh em không đi để xem anh ta làm thế nào không phải anh ta rất giỏi sao vậy anh ta có thể tự mình xử lý chuyện này quan tuyết di bất mãn nói hơn nữa không phải anh ta nói sau nửa tháng có thể huấn luyện người mới đánh bại mấy anh sao nếu anh ta có bản lĩnh thì đừng đi lấy huyết thanh đến lúc đó em xem anh ta làm thế nào quan tuyết di nói tiếp thật ra quan tuyết di còn có một câu không nói ra đó là cô ta muốn chờ lạc tú không lấy được huyết thanh sau đó sẽ tự mình đến cầu xin đến khi đó cô ta sẽ dạy dỗ lạc tú một chút mấy người huyết hổ nhíu mày nói em tuyết di sau này em tôn kính giáo quan lạc một chút giáo quan lạc khác với những giáo quan trước đây chúng ta không phục thì không phục nhưng vẫn phải có thái độ đúng mực hôm nay em cũng đã thấy được thực lực của anh ta rồi đấy. Anh không nói, em còn muốn hỏi đấy, mọi người không thấy mới hơn 20 tuổi đã trở thành tông sư có chút kỳ quái sao? Quan Tuyết Di nói, đúng là có chút kỳ quái, hay là anh ta biết thuật bảo dưỡng nhan sắc? Thực ra anh ta đã là một ông già. Cút, huyết hổ đuổi ác quỷ đi. Sư phụ em đã từng nói, trên đời này không thể có tông sư nào mới chỉ hơn 2 tuổi. Quan Tuyết Di nói, cô ta tin vào lời của sư phụ mình. Dù sao thì Lâm Hóa Long cũng là một huyền thoại, kiến thức mà ông ta có vượt xa những gì người thường có thể sánh được. Anh cũng từng nghe giáo quan Lâm nói vậy, huyết hổ gật đầu, những người khác cũng gật đầu. Em cảm thấy, khả năng cao là anh ta cũng đã tiêm huyết thanh. Thực lực của anh ta không phải đến từ quá trình luyện tập của chính anh ta. Giọng điệu của quan tuyết di mang theo vẻ khinh thường những người khác sau khi nghe quan tuyết di nói xong cũng cảm thấy rất có khả năng là như vậy. chương 219, truyền đạo dưới các vì sao cậu có tin trên đời này có thần không? Vệ tử thanh ngẩn ra. Anh ta sống ở nông thôn, từ nhỏ đã được nghe kể rất nhiều truyền thuyết về thần tiên. Bàn cổ tạo ra thế giới, nữ hoa tạo ra con người từ đất sét hậu nghệ bắn mặt trời, v, v, thậm chí một số huyền thoại phương Tây kể như Chúa tạo ra tạo vật trong 7 ngày, Adam và Eva đã ăn trái cấm. Hoặc thần rớt đã đánh bại các titan và vân vân. Nhưng bây giờ công nghệ ngày càng tân tiến, rất nhiều chuyện thần thoại đều tự biến mất. Copernicus Heliocentric từng nói, con người khám phá ra hệ mặt trời, sau đó con người nhìn lên bầu trời và khám phá ra nhiều nơi ở xa hơn. Học thuyết vụ nổ lớn của vũ trụ, thuyết tiến hóa của Darwin cho rằng con người tiến hóa từ loài vượn v, v. Tất cả những điều này chứng minh rằng cái gọi là các vị thần tiên chỉ là tưởng tượng. Thậm chí ngay cả huyết thanh thay đổi gen của con người cũng nói lên tất cả. Thần, trên đời này làm gì có thần? Không tin đúng không? Lạc Tú nhìn vệ tử thanh. Cậu đã từng nghe đến chiếc vạc khổng lồ bằng đồng ở hồ Thanh Đông chưa? Từng có một cánh cổng bằng đồng khổng lồ dưới đáy biển Thanh Đông, trên đó có tế đàn Thái Dương, vạn chứng rắn ở thành phố lạc dương và sự cố con rồng rơi ở doanh khẩu vệ tử thanh đã nghe nói về những sự kiện này trên mạng đều đưa tin tất cả đều nói chỉ là bịa đặt nói tới bịa đặt thực ra chỉ cần lên mạng tra một chút thì sẽ phát hiện ra những thứ đó không hề là bịa đặt chỉ là sự thật đã bị che giấu vệ tử thanh lúc này mới nhìn lạc tú trong lòng đột nhiên có chút hoảng hốt anh ta vừa định mở miệng cho lạc tú một câu trả lời khẳng định đó là anh ta không tin nhưng bầu trời đầy sao và ánh trăng ngày càng sáng. Cho đến cuối cùng, anh ta đã nhìn thấy một điều mà anh ta không bao giờ có thể quên được trong đời. Ánh sao tụ tập trên người Lạc Tú, Lạc Tú như khoác lên mình một bộ quần áo phát sáng. Trong vũ trụ bao la, con người thật sự quá nhỏ bé. Lạc Tú nhàn nhạt thở dài. Trái đất như cát trên bờ biển, mỗi bờ biển có bao nhiêu hạt cát? Trên trái đất này lại có bao nhiêu bờ biển? Chúng ta sao có thể phủ nhận bất cứ điều gì? có thật là nữ oa đã tạo ra con người không? Thuyết tiến hóa của Darwin có thực sự hoàn mỹ không? Tại sao chúng ta chưa bao giờ tìm thấy hóa thạch trong quá trình tiến hóa, chỉ có trước và sau tiến hóa? Thế giới này lớn tới mức vượt xa sức tưởng tượng của cậu. Lạc tú ấn vào chán vệ tử thanh. Quỳnh! Cảnh vật trước mắt vệ tử thanh thay đổi, mưa bay mịt mù. Khi nhìn rõ mới thấy những cây to ở đây sừng sững tận mây, những gốc cổ thụ tựa như những con rồng khổng lồ có sức sống mãnh liệt có những ngọn núi lớn lơ lửng trên bầu trời, tựa như máy bay, trông hùng vĩ lạ thường. Vèo, xa xa, một con chim lớn che trời vụt qua. Con chim khổng lồ đó lớn hơn bất kỳ chiếc máy bay nào, đôi cánh của nó nằm ngang, gần như bao phủ cả bầu trời và trái đất, những chiếc lông ánh kim lạnh lẽo còn đang bốc cháy. Xa xa, một con vượn khổng lồ cao như trời xanh đang chạy loạn để đuổi theo một con chim khổng lồ, con vượn khổng lồ phủ đầy tuyết đang ôm một ngọn núi lớn trong tay, mỗi bước đi của nó đều khiến mặt đất rung chuyển như muốn dẫm nát cả trái đất rộng lớn nhưng một sự thay đổi đột ngột đã xảy ra đột nhiên một con sư tử xuất hiện tiếng gầm của sư tử khiến trời đất rung lên gà gu một tiếng giống ập tới sông núi vỡ tan mặt đất sụp đổ uy lực có thể so với bom nguyên tử vệ tử thanh mê man trong chốc lát thì tỉnh lại thân thể ướt đẫm mồ hôi lạnh giáo quan lạc vừa rồi vừa rồi Vừa rồi đều là sự thật, cậu có thể hiểu đó là một thế giới song song, như vậy sẽ dễ hiểu hơn." Lạc Tú cười nói. "Được rồi, đã đến lúc phải dạy cậu phương pháp luyện tập." Lạc Tú tin Vệ Tử Thanh đã hiểu được. Thay vì giải thích rất nhiều chuyện với Vệ Tử Thanh và khiến Vệ Tử Thanh từ từ tiêu hóa, tốt nhất là nên trực tiếp làm. Ngồi khoanh chân, chú ý hơi thở, Lạc Tú vừa làm mẫu vừa chỉ đạo. Nếu là bình thường việc vệ tử thanh có thể vượt qua mấy người huyết sát trong nửa tháng là điều tuyệt đối không thể. Nhưng vệ tử thanh là thân thể thanh đế trường sinh, sau đó lại được một tiên tôn như Lạc Tú chỉ dạy, đây đều là những thứ người thường ao ước. Đặc biệt là sự chỉ dạy của Lạc Tú, kiếp trước Lạc Tú đã dùng một trường để tiêu diệt một triều thần, một kiếm cắt đôi một tòa thành. Vậy nên rất nhiều người mơ ước được anh chỉ dạy, chỉ cần một chiêu thôi cũng đủ khiến người ta điên đảo rồi lạc tú còn sát sao chỉ dạy cho vệ tử thanh mà anh ta cũng vô cùng có thiên phú vậy nên nếu sau nửa tháng mà anh ta không thể vượt qua mấy tên huyết sát kia thì sợ là lạc tú sẽ tức giận tới mức tát cho vệ tử thanh một cái những gì lạc tú truyền lại cho vệ tử thanh đều là phương pháp tu luyện của tiên giới lấy việc hấp thụ sức mạnh thái âm của ánh trăng làm cơ sở vừa đẹp là cái này và thân thể thanh đế trường sinh có thể bổ sung lẫn nhau sau khi tu luyện cả đêm vệ tử thanh không những không cảm thấy mệt mỏi ngược lại còn tràn đầy khí lực điều này rất khác so với huấn luyện mà anh ta đã tưởng tượng vốn tưởng rằng lạc tú sẽ khiến anh ta sống không bằng chết nhưng không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy huấn luyện không nhất định phải mệt mỏi đương nhiên hiện giờ cậu không cần cái gọi là huấn luyện kia nữa lạc tú vỗ vai vệ tử thanh trời đã dạng sáng sau khi lạc tú rời đi vệ tử thanh vẫn tiếp tục luyện tập theo phương pháp do lạc tú chỉ dạy anh ta không ngu ngốc, sau chuyện tối hôm qua, anh ta biết được Lạc Tú không phải là người thường, điều này khiến Vệ tử Thanh thầm hạ quyết tâm nhất định phải ôm chặt lấy đùi Lạc Tú. Sau khi huấn luyện một tuần, buổi tối Lạc Tú đưa Vệ tử Thanh đi thiền luyện, ban ngày dẫn Vệ tử Thanh đi dạo quanh vài cây lớn, hoa cỏ trong căn cứ. Theo phương pháp của Lạc Tú, Vệ tử Thanh đang hấp thụ tinh hoa của sự sống trong những bông hoa và cây cối này. Trên thực tế đây cũng coi như là tu luyện. Còn những người huyết sát ở đằng xa đang đổ mồ hôi tập luyện với tạ. Từng người một đều mồ hôi nhễ nhại, mệt như chó, Vệ Tử Thanh thì nhẹ nhàng thoải mái, thỉnh thoảng nằm trên bãi cỏ phơi mình dưới nắng, hoàn toàn là hai phong cách luyện tập khác nhau. Thằng nhóc Vệ Tử Thanh đó thật nhàn hạ, ban ngày thì ngủ, ban đêm thì ngồi ngây ngốc trước mặt trăng, không có việc gì làm mà đi dạo à. Hai, nếu sớm biết như vậy thì tôi đã đi huấn luyện với giáo quan Lạc rồi, nhìn xem mấy ngày nay đội trưởng Liều mạng tới mức nào. Thôi đi, cậu xem mỗi ngày lạc tú đều đưa cậu ta đi ăn uống, dạo quanh khắp nơi, sao tôi cảm thấy giáo quan lạc hình như đã từ bỏ việc thi đấu nhỉ? Đào ba cũng đi tới nói. Nhưng hâm mộ thì hâm mộ, bọn họ vẫn muốn cười, cách huấn luyện của lạc tú có chút buồn cười. Đến lúc đó, có khi vệ tử thanh ngay cả một chiêu cũng không đỡ được. Mẹ kiếp mau đứng dậy tập trung rèn luyện cho tôi. Huyết hổ gầm lên. chương 220, khởi binh vấn tội. Một tuần sau, Tô Lăng sở đích thân đến, bên cạnh còn có hai người mặc trang phụ kiểu tôn trung sơn, một nam một nữ. Nam khoảng ngoài 30 tuổi. Anh ta trông vô cùng trầm ổn, là một cao thủ, khi đi ngang qua huyết hổ, huyết hổ không khỏi suýt xoa. Mà người đàn ông kia lại tỏ vẻ khinh thường. Người phụ nữ đeo một cặp kính, thoạt nhìn rất nghiêm túc. Nam họ vương, nữ họ dương. Đặc biệt là người phụ nữ kia, ngay cả tô lăng sở cũng phải kính trọng gọi một tiếng chị dương. Điều này cho thấy thân phận của người phụ nữ kia không tầm thường. Vốn là đến khảo sát, hơn nữa ông ta cũng đã chào hỏi Lạc Tú trước, nhưng vừa đến đây, Thường Trí Quốc đã đến phàn nàn. Ông ta kể lại chuyện Lạc Tú đã sắp xếp cho huyết sát trước đó. Tô Lăng Sở vừa nghe liền biết chuyện này khá lớn, dù sao còn 3 tháng nữa mới thi đấu, vậy nên Lạc Tú làm vậy có chút ngu ngốc. Có người nào lại bảo người khác tập luyện bằng cách ngủ chứ? mà người đàn ông họ vương nghe xong thì cũng lắc đầu cười khẩy tô lăng sở vội vàng đi tìm lạc tú lúc này lạc tú vừa đưa vệ tử thanh phơi nắng trên bãi cỏ về ha ha lạc ra tôi vừa tới cậu đã khiến tôi khó xử rồi tô lăng sở cười nói tuy trong lòng cảm thấy có chút khó chịu nhưng vì nể mặt lạc tú nên ông ta không dám trực tiếp chất vấn có vấn đề gì lạc tú nhướng mày khi tôi tới đây có người nói với tôi rằng anh sắp xếp cho đám người huyết sát ngủ vào ban ngày tô lăng sở cũng nói rõ ràng nghi ngờ phương pháp huấn luyện của tôi à lạc tú nhướng mày không dám không dám tôi không có ý đó tô lăng sở cười nói dù sao lạc tú cũng là do ông ta tốn công mãi mới mời tới cho nên ông ta vội vàng giải thích mà chị dương bên cạnh có chút không vui lơ là nhiệm vụ bị bắt được mà lại dám tỏ ra kiêu ngạo như vậy tôi rất tò mò một người trẻ tuổi như vậy thì biết huấn luyện cái gì chị dương ở bên cạnh tô lăng sở bất mãn nói lạc ra đây là dương không quan tâm tô lăng sở muốn báo thân phận của chị dương để nhắc nhở lạc tú nhưng không ngờ lạc tú lại không nể mặt như vậy anh trực tiếp ngắt lời khiến tô lăng sở có chút ngại ngùng người trẻ tuổi còn trẻ là chuyện tốt nhưng đừng quá độc đoán chị dương không nói nhưng người đàn ông họ vương thì có thái độ có chút kiêu ngạo Thân phận của chị Dương cũng gọi là rất tốt, đừng nói tới ở chỗ khác, ngay cả người ở Yên Kinh cũng phải khách khí với bà ta, vậy mà Lạc Tú lại dám vô lễ như vậy. Hơn nữa, tôi ở Hình Ý môn nhiều năm, ít nhiều cũng có hiểu biết, cũng đã xem qua rất nhiều phương pháp huấn luyện, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe nói ngủ có thể huấn luyện. Đúng là một trò cười, người đàn ông họ Vương tên là Vương Trác, anh ta là đệ tử lớn nhất của người đứng đầu Hình Ý môn quan trọng là anh ta đã tu luyện ở hình ý môn nhiều năm nội công cực kỳ thâm hậu cho nên anh ta rất coi thường những người bình thường này tôi độc đoán hay không liên quan gì tới các người lạc tú chế nhạo còn nữa ở đây không đến lượt các người sen mồm vào lạc tú nói cậu vương chắc nổi giận chị dương càng nghe càng khó chịu sắp không chịu nổi nữa vương chắc là người do bà ta đưa tới người thanh niên này dám không để bà ta và khách của bà ta vào mắt nhưng tô lăng sở đã nhanh chóng giữ lấy chị dương chị dương tôi nghĩ chuyện này có lý do hay chúng ta nghe lạc gia nói trước đã tô lăng sở vội vàng làm hòa không có gì để nói nếu các người nghi ngờ phương pháp huấn luyện của tôi hiện tại tôi có thể đi lạc tú xua tay không quan tâm chút nào lạc gia tôi không có ý đó chỉ là tôi có chút không hiểu nhưng tuyệt đối không hề nghi ngờ quyết định của cậu tô lăng sở lúng túng xin lỗi được tôi để các người xem một chút. Lạc Tú vỗ tay, thật ra hôm nay cũng là ngày vệ tử thanh và nhóm huyết sát thi đấu. Đi thôi, tử thanh, đi thông báo những người khác đến sân huấn luyện. Lạc Tú rời đi trước. Lão Tô à, tôi không thể không nói, lần này ông tìm giáo quan gì đến vậy? Trước đó giáo sư thường đến phàn nàn, tôi còn cảm thấy ông ta có thành kiến, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy, tôi còn thấy giáo sư thường đã nói tránh đấy hơn nữa một thằng nhóc như vậy thì biết phương pháp huấn luyện gì chứ? Chị Dương bất mãn nói. Vương Trác, cậu có nhìn ra cái gì không? Người phụ nữ nói với người đàn ông bên cạnh. Tôi ở hình ý môn nhiều năm cũng chưa từng nghe qua phương pháp này. Vương Trác bất mãn nói. Không coi ai ra gì, quá kiêu ngạo. Vương Trác lạnh lùng nói. Bỏ đi, chờ sư phụ cậu đến rồi nói tiếp. Chị Dương lắc đầu, Vương Trác cũng lắc đầu. Họ đã hẹn với trưởng môn hình ý môn tới đây. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Mấy người tô lăng sở cũng đã nghe nói về thỏa thuận nửa tháng trước. Những người ở huyết sát nhanh chóng tập trung tại sân tập. Mọi người nói xem thực lực của vệ tử thanh rốt cuộc đã như thế nào rồi. Ác quỷ tò mò hỏi. Cậu còn chưa thấy nửa tháng qua cậu ta làm gì sao? Lại xem xem nửa tháng qua chúng ta làm gì. Đao ba khinh thường cười. Hai, tôi chỉ lo rằng nếu hôm nay vệ tử thanh thua, thì giáo quan lạc sẽ xấu mặt. Trương Phỉ nói. Anh ta ngưỡng mộ Lạc Tú, bởi vì thực lực của Lạc Tú quả thực rất đáng sợ, nhưng anh ta không đồng ý với phương pháp huấn luyện của Lạc Tú. Tôi nói mà, bình thường thì không sao, nhưng hôm nay còn có lãnh đạo tới. Ác quỷ cũng lo lắng. Hay là thế này, đội trưởng, chúng ta cố ý nhường vệ tử thanh một chút, không để cho cậu ta thua quá mất mặt. Trương Phỉ nói, chỉ có thể làm vậy. Huyết hổ cũng nói, nói tới việc họ sẽ thất bại sao điều đó hoàn toàn không có khả năng, nửa tháng qua, Lạc Tú chỉ đưa vệ tử thanh đi ăn, uống và vui chơi mỗi ngày. Mà nửa tháng này đám người huyết xác liều mạng huấn luyện. Còn được tiêm huyết thanh, hơn nữa còn có một số người đã tập luyện không ngừng trong hơn 10 năm. Làm sao có thể bị vệ tử thanh vượt qua trong nửa tháng? Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 220